Tuyệt thế cường long, Tề Đẳng Nhàn. Tập 14. Thư ký Lỗ cẩn thận lấy ở trong túi ra một tờ hợp đồng. Tề tiên sinh, đây là hợp đồng mà ngài Vương bảo tôi chuẩn bị, chuyển nhượng trung tâm thương mại Phi Mã sang cho cậu, thư ký Lỗ nói. Sau khi thư ký Lỗ nói xong câu đó, khung cảnh hoàn toàn bùng nổ. Ngay cả Dương Quan Quan cũng không dám tin, hướng ánh mắt đến Tề Đẳng Nhàn, cô ta vốn tưởng rằng Tề Đẳng Nhàn đang giả vờ. Hoàn toàn không ngờ tới, hắn thật sự có thể khiến Vương Vạn Kim chuyển nhượng trung tâm thương mại Phi Mã sang cho hắn. Vương Đông sốc đến mức đứng ngây ngốc tại chỗ, thư ký Lỗ, ông đùa kiểu gì vậy, sao ba tôi có thể chuyển nhượng trung tâm thương mại Phi Mã cho cậu ta được? Thư ký Lỗ giải thích, Vương Thiếu, tôi không nói đùa, đây hoàn toàn là chủ ý của Vương Tiên Sinh, tôi chỉ đang làm theo mà thôi. Thực ra, ngay cả thư ký Lỗ cũng có chút kinh ngạc. Tại sao Vương Vạn Kim lại bằng lòng chuyển nhượng một trung tâm thương mại ngày ngày đều kiếm được ra tiền sang cho người khác, đây có khác nào là đem tiền ném ra ngoài cửa sổ, hoàn toàn không phù hợp với lợi ích của một doanh nhân. Tên nhóc này có lai lịch gì, chỉ với một cuộc gọi, lại có thể khiến tỷ phú giàu nhất Trung Hải Vương Vạn Kim chuyển nhượng trung tâm thương mại Phi Mã cho cậu ta. À, cậu ta không phải đang nói đùa, mà thực sự đã làm được rồi. Trời ơi, là trung tâm thương mại Phi Mã đấy. Chỉ bằng một cuộc điện thoại, là có thể dễ dàng đổi chủ luôn sao, tôi không phải nằm mơ đó chứ. Mọi người nghe những lời mà thư ký Lỗ nói, tất cả đều có chút bàng hoàng, dù sao thì, giá trị của trung tâm thương mại Phi Mã cũng không hề nhỏ. Vương Vạn Kim thế mà lại bàn giao chuyển nhượng nó cho người khác. Vương Thiếu đã nghe rõ chưa? Bây giờ tôi chính là chủ của trung tâm thương mại này. Tề Đẳng Nhàn liếc nhìn Vương Đông, nhàn nhạt nói. Vương Đông giống như bị đâm một mũi tên vào trúng ngực, sắc mặt trở nên trắng bệch, cậu ta nằm mơ cũng không thể nào ngờ tới, cái tát này lại đến nhanh như thế. Sắc mặt của Dương Phỉ Phỉ cũng rất khó coi, sức ảnh hưởng của Tề Đẳng Nhàn nằm ngoài sự tưởng tượng của cô ta. Lần trước, hắn có thể đánh bại Triệu Mộng Long, hơn nữa còn khiến Triệu Hắc Long, lần này chỉ với một cuộc điện thoại đã khiến tỷ phú giàu nhất Vương Vạn Kim chuyển nhượng một khu trung tâm thương mại. Vương Đông không nói nên lời. Sự thật không thể chối cãi, trung tâm thương mại đã bị bố chuyển nhượng cho Tề Đẳng Nhàn rồi, cậu ta còn có thể nói được gì nữa? Vị chủ tiệm này, vừa rồi không phải anh rất lợi hại sao? Còn muốn mở thêm chi nhánh nữa mà. Vậy thì thật sự ngại quá, bắt đầu từ ngày hôm nay, cửa hàng này của anh không được mở ở đây nữa, lập tức cút ra khỏi khu trung tâm thương mại của tôi. Ngoài ra, một vài chủ tiệm khác vừa gây náo loạn, làm phiền các vị bước ra đây. Nói những gì mà bản thân vừa nói một lần nữa. Tề Đẳng Nhàn liếc nhìn chủ tiệm túi sách Chanel, sau đó lại quét mắt nhìn đám đông đông. Chậm rãi nói, một vài chủ tiệm vừa rồi náo loạn sau khi nghe xong câu đó đều không dám mở miệng, hiện tại Tề Đẳng Nhàn mới là chủ của khu trung tâm thương mại này, nếu bọn họ còn dám lải nhải, chắc chắn sẽ bị đuổi ra ngoài. Chủ tiệm túi sách Chanel khóc không ra nước mắt, nếu để mất cửa hàng ở trung tâm thương mại này, chắc chắn sẽ gây tổn thất rất lớn cho anh ta. Trung tâm thương mại Phi Mã là nơi tập trung rất nhiều cửa hàng sang trọng, là nơi đốt tiền lớn nhất ở Trung Hải, nếu như ra khỏi đây, có lẽ sẽ không còn ai vào cửa hàng Liên Môn nữa. Tôi sai rồi, Tề Tổng, tôi thực sự biết sai rồi, chiếc túi kia tôi tặng cho cô gái ấy. Chủ cửa tiệm vội vàng xin lỗi, cố gắng nhận được sự tha thứ. Không cần đâu, anh lập tức thu dọn đồ đạc rồi cút ra khỏi đây đi. Tôi không muốn nhìn thấy anh ở trong khu trung tâm này thêm một lần nào nữa. Tề Đẳng Nhàn không khách khí mà nói thẳng. Dương Quan Quan nghe đến đây, trong lòng cũng cảm thấy vô cùng hả giận, rõ ràng cô ta là nhìn trúng chiếc túi đó trước, nhưng chủ cửa tiệm lại đi nịnh hót Dương Phỉ Phỉ và Vương Đông. Tề Đẳng Nhàn lại liếc nhìn Dương Phỉ Phỉ nói, muốn làm hùm làm hổ thì cút về Thượng Hải của cô, đừng làm bộ làm tịch ở Trung Hải. Từ bây giờ trở đi, toàn bộ khu trung tâm thương mại Phi Mã không được phép bán bất cứ sản phẩm nào cho cô ta, nếu bán, bản thân cũng tự giác dọn đồ rồi cút xéo khỏi đây. Dù chỉ là một cốc thức uống, cũng không bán cho cô ta. Dương Phỉ Phỉ nghe đến sắc mặt một bên xanh một bên hồng, cô ta đường đường là người của Dương gia ở Ma Đô, nào đã từng chịu sự sỉ nhục như thế này. Vương Đông mở miệng, nhưng chẳng thể nói được câu nào, cậu ta còn thể nói gì nữa. Bây giờ cậu ta đã không còn là vị sếp trẻ tuổi của khu trung tâm thương mại Phi Mã nữa rồi. Thư ký Lỗ vẫn luôn ở một bên lặng lẽ quan sát.
khả năng cao là Vương Đông và Dương Phỉ Phỉ đã đắc tội với Tề Đẳng Nhàn rồi, sau đó Tề Đẳng Nhàn mới tìm Vương Vạn Kim để mua khu trung tâm thương mại này. Rốt cuộc người trẻ tuổi này có lai lịch như thế nào? Lại có thể khiến Vương Tiên Sinh coi trọng như thế? Chỉ một cuộc điện thoại, lại khiến Vương Tiên Sinh bằng lòng chuyển nhượng khu trung tâm thương mại cho cậu ta. Trong lòng thư ký Lỗ cũng không khỏi hiếu kỳ. Dương Phỉ Phỉ cắn chặt răng hung dữ nói, Tề Đẳng Nhàn phải không? Cậu đợi đó cho tôi. Còn mày, đồ con hoang Dương Quan Quan, mày đừng tưởng thoát khỏi sự trừng phạt của tao hai lần, thì liền cảm thấy ngang hàng với tao. Tao nói cho mày biết, chỉ cần mày không từ bỏ quyền thừa kế, thì mày cũng chẳng sống được bao lâu đâu. Tề Đẳng Nhàn cười giễu cợt, nói cô còn ở đây giả vờ cái gì? Cho cô 2 phút, nhanh chóng cút ra khỏi đây. Khu trung tâm thương mại của tôi, không hoan nghênh loại người ngốc nghếch như cô. Trong vòng 2 phút, nếu như cô vẫn còn ở đây, tôi sẽ để bảo vệ trực tiếp lôi cô ra ngoài. Sắc mặt Dương Phỉ Phỉ lập tức tái nhợt, vừa nãy Tề Đẳng Nhàn mới bắn chết một con ngựa quý giống đại uyển của cô ta hiểu rất rõ người đàn ông này không phải chỉ nói suông, mà thật sự làm được. Được, cậu nhớ kỹ cho tôi, Dương Phỉ Phỉ hung hăng liếc nhìn Tề Đẳng Nhàn một cái, rồi xoay người đi ra ngoài. Nghênh đón cô bất cứ lúc nào Tề Đẳng Nhàn cười nhẹ giơ tay theo kiểu đón tiếp. Dương Phỉ Phỉ xoay người rời đi, Vương Đông vội vàng đuổi theo, nói cô Dương, đợi đã. Dương Phỉ Phỉ hừ lạnh một tiếng, đáp Vương Đông cậu chẳng qua cũng chỉ đến thế, còn cái gì mà con của tỷ phú giàu nhất Trung Hải, chỉ có chút khả năng đó thôi sao? Đúng là một tên bỏ đi. Vương Đông bị Dương Phỉ Phỉ mắng đến mặt mày đỏ gay lên vì xấu hổ, nhưng cậu ta cũng chẳng thể dám phản bác. Địa vị của Dương gia ở Ma Đô không phải là thứ mà tỷ phú giàu nhất Trung Hải có thể so bì được. Thượng Hải là một thành phố tài chính, Dương gia có thể thống trị một phương, đủ hiểu lớn mạnh cỡ nào. Tề Đẳng Nhàn đợi sau khi Dương Phỉ Phỉ rời đi, lạnh nhạt nói các người còn túm tụm ở đây làm gì? Đợi tôi tìm từng người một truy cứu trách nhiệm sao? Đám đông đang vây quanh bắt đầu giải tán, thật sự sợ bị hắn truy cứu trách nhiệm. Tề Đẳng Nhàn tùy ý ném một tấm chi phiếu. Lạnh nhạt nói với chủ tiệm túi sách Chanel, tôi muốn chiếc túi này, giới hạn cho cậu trong ngày hôm nay, dọn đồ cuốn xéo khỏi đây, nếu không, đừng trách tôi vô tình. Chủ tiệm vẻ mặt bi thương, khóc lóc nói, Tề Tổng, tôi thực sự biết sai rồi, tôi tặng miễn phí chiếc túi này cho cô gái kia. Tề Đẳng Nhàn ngoảnh mặt làm ngơ, xoay người bước ra khỏi cửa tiệm. Dương Quan Quan sững sờ một lúc, rồi cũng theo hắn ra ngoài. Khu trung tâm thương mại này tôi không cần nữa, bảo lão Vương chuyển nhượng sang cũng chỉ là để chút giận mà thôi, Tề Đẳng Nhàn thản nhiên nói với thư ký Lỗ. Hừm, thư ký Lỗ không khỏi sững sờ, một khu trung tâm thương mại trị giá hàng tỷ, Tề Đẳng Nhàn lại trực tiếp nói không cần. Tề Đẳng Nhàn đưa thư chuyển nhượng trả thư ký Lỗ, nói ông cầm về đưa cho lão Vương đi. Thư ký Lỗ không dám làm chủ, đáp, để tôi gọi điện xin chỉ thị của Vương tiên sinh đã. Không cần xin chỉ thị trực tiếp cầm về là được, cứ nói đây là tấm lòng của tôi. Tề Đẳng Nhàn bình tĩnh nói. Thư ký Lỗ biết chắc chắn lai lịch của người thanh niên này không hề nhỏ, cũng không dám nhiều lời, kính trọng nhận lấy thư chuyển nhượng. Sau khi thư ký Lỗ rời đi, Dương Quan Quan không khỏi kinh ngạc nói, anh không cần trung tâm thương mại này. Tề Đẳng Nhàn nhìn cô ta một cái, lạnh nhạt nói, món đồ vài tỷ, cô muốn mua là mua. Cô có tiền không? Dù sao thì tôi cũng không có tiền. Dương Quan Quan nghẹn, gật gật đầu nói, Tề Tổng, chuyện hôm nay phải cảm ơn anh. Thật sự không ngờ Dương Phỉ Phỉ như oan hồn bất tán, lúc nào cũng đối phó tôi. Tề Đẳng Nhàn bất đắc dĩ thở dài, với tính cách thích bắt nạt kẻ yếu này của Dương Quan Quan thì việc người nhà họ Dương thích bắt nạt cô ta là chuyện bình thường. Hơn nữa, chỉ cần Dương Quan Quan không tha cho khối tài sản kia một ngày, thì người của nhà họ Dương sẽ không bỏ qua cho cô ta. Thế nhưng, đó là những gì Dương Quan Quan nên có, cô ta và mẹ cô ta chịu khổ nhiều năm như vậy, chẳng phải vì số tiền đó sao? Tề Đẳng Nhàn sẽ không đứng trên đỉnh cao đạo đức mà chỉ trích cô ta tham lam, ngược lại hắn còn cảm thấy cô ta có chút đáng thương. Cô đi theo giúp tôi mua đồ, làm quân sư cho tôi, chọn mua 2 bộ quần áo cho Lý Vân Uyển, sau đó đi cùng với tôi về nhà ăn cơm. Tề Đẳng Nhàn nói, hả, về chung với anh đi ăn cơm. Này, được không? Dương Quan Quan hơi giật mình nói. Nếu cô không sợ ra cửa thì bị Dương Phỉ Phỉ theo dõi thì tùy cô thôi. Tề Đẳng Nhàn cười lạnh.
Loại người có tính cách như Dương Phỉ Phỉ, ăn liên tục hai tổn thất, chắc chắn sẽ tìm cách dùng thủ đoạn bạo lực nào đó để giải quyết vấn đề. Thật ra cô ta không khác Khang Học Quyền lắm, chẳng qua nhà họ Dương không có nội tình sâu như nhà họ Khang, vì vậy không huy động được các cao thủ cùng loại với Khang Hướng Vinh. Của nhiên Dương Quan Quan bị mấy lời của Tề Đẳng Nhàn dọa sợ tới mức sắc mặt tái nhợt, cô ta gật gật đầu nói, được, hôm nay tôi qua nhà anh ăn cơm. Sau khi mua mấy bộ quần áo ở trong trung tâm thương mại xong, Dương Quan Quan ngồi trên chiếc Volkswagen Phaeton của Tề Đẳng Nhàn, cùng hắn quay về. Sau khi xe chạy vào Sơn Trang Vân Đỉnh, lúc này Dương Quan Quan mới có chút kinh ngạc hỏi, anh vẫn còn sống ở đây? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Tề Đẳng Nhàn hỏi, cái gì mà tôi vẫn còn sống ở đây? Dương Quan Quan nói, lúc trước Mộng Mộng nói, có một ông tổng thần bí cho một người mượn biệt thự để tổ chức tiệc, cho nên cho anh vào ở tạm thời để phụ trách công việc. Bữa tiệc kia sớm đã kết thúc, anh vẫn còn ở chỗ này khiến cho tôi có chút ngoài ý muốn. Tề Đẳng Nhàn nói, hiện tại nhà là của tôi, bây giờ tôi không thể ở nhà của cô chứ. Dương Quan Quan không nói gì, trong lòng chỉ cảm thấy Tề Đẳng Nhàn đang khoác lác. Cho dù ông tổng thần bí có hào phóng cũng không thể nói tặng là đưa một căn biệt thự có giá trị 20-30 triệu. Có lẽ là ông tổng thần bí cảm thấy để Tề tổng làm con rối có chút mất mặt, cho nên mới để căn biệt thự này cho hắn tạm dùng trước đi. Dương Quan Quan nghĩ thầm. Lý Vân Uyển thấy Dương Quan Quan đến thì không khỏi sửng sốt. Dương Quan Quan kể lại chuyện vừa rồi cho cô ấy, điều này khiến cho cô ấy có chút tức giận. Vì để an toàn tớ đề nghị cậu nên ở tạm trong này một đoạn thời gian, chờ Dương Phỉ Phỉ hết tinh thần, hoặc là chờ cô ta quay về Thượng Hải rồi nói sau. Lý Vân Uyển có chút đăm chiêu nói. À, cái này không cần đâu, tớ vẫn nên ở nhà của tớ, hơn nữa tớ còn phải livestream. Dương Quan Quan vội vàng khua tay, cô ta cho rằng chuyện không nghiêm trọng như Lý Vân Uyển nói. Hơn nữa, Kiều Thu Mộng vừa ly hôn với Tề Đẳng Nhàn, cô ta là bạn thân của Kiều Thu Mộng. Quay đầu đã ở cùng với Tề Đẳng Nhàn, chuyện này tính như thế nào? Cô ta cũng không thoải mái như Lý Vân Uyển, đương nhiên cô ta cũng không có quan hệ với Tề Đẳng Nhàn như Lý Vân Uyển. Tâm trạng của Tề Đẳng Nhàn hôm nay không tệ, cho dù trải qua chuyện ở trung tâm thương mại, tâm trạng của hắn vẫn rất tốt. Dù sao hắn vừa hoàn thành sự biến thái mà lão đồ Tề nói, dù thế nào tâm trạng cũng không kém đi được. Hắn làm một bàn đồ ăn chiêu đãi hai vị mỹ nữ. Điều này khiến Dương Quan Quan kinh ngạc, không ngờ tay nghề của Tề Đẳng Nhàn lại tốt như vậy. Lý Vân Uyển cũng cười nói, bây giờ mới biết anh Tề xuất sắc sao. Dương Quan Quan gật đầu, tò mò nói, sao hôm nay cậu đi đường cứ khập khiễng. Khuôn mặt Lý Vân Uyển đỏ bừng lên, tìm cớ nói, à, hôm qua không cẩn thận nên chân bị trẹo, ngã mạnh, quần áo còn bị kéo rách. Suy nghĩ của Dương Quan Quan về chuyện này tương đối đơn thuần, không suy nghĩ quá sâu. Tề Đẳng Nhàn còn mập mờ chớp mắt nhìn Lý Vân Uyển tức giận đến mức muốn cho hắn một bộ quyền anh. Văn Uyển, cậu thật sự chuẩn bị chính thức chấp nhận sao? Nhân cơ hội Tề Đẳng Nhàn không có ở đây, Dương Quan Quan hỏi khẽ Lý Vân Uyển. Chấp nhận, I don't think so, rõ ràng tớ chỉ là người nhặt đồ rơi, cũng không phải là người ăn cắp. Lý Vân Uyển búng nhẹ trán Dương Quan Quan, cười nói. Dương Quan Quan ngẩn người. Sau đó hỏi, vậy cậu có từng nghĩ đến về sau phải đối mặt với Mộng Mộng như thế nào? Quan hệ của chúng ta tốt như vậy, cậu không có khả năng mỗi lần gặp mặt đều bảo Tề Tổng tránh đi. Lý Vân Uyển bình tĩnh nói, cứ bình tĩnh với tớ như vậy đi, dù sao cậu ấy cũng đã nói với tớ, tớ có thích gì của cậu ấy thì cậu ấy đều có thể trực tiếp tặng cho tớ. Dương Quan Quan không nói gì, nhưng lời của Kiều Thu Mộng chắc chắn là đang tức giận, nhưng Lý Vân Uyển lại lấy đó làm cái cớ. Tớ nghe nói lúc cậu mở Livestream, Dương Phỉ Phỉ sẽ lập một đống tài khoản làm buồn nôn cậu, sau đó lại có một ông chủ lớn ra tay giúp cậu giải quyết vấn đề. Ông chủ lớn đó là ai? Lý Vân Uyển chuyển đề tài, rất tò mò hỏi. Tớ cũng không biết, tớ cảm thấy có thể là Tôn Học Văn. Dương Quan Quan nghĩ nghĩ, lắc đầu nói. Lý Vân Uyển ngẩn người nói, Tôn Học Văn là giám đốc chi nhánh thứ hai của Ngân hàng Trung Hải chúng tớ, trong nhà cũng rất có tiền. Hơn nữa vẫn luôn có tình cảm với cậu, điều này quả thật có thể. Hai người không hề nghĩ tới Tề Đẳng Nhàn, Lý Vân Uyển cũng không nghĩ như vậy, dù sao đó là 500 vạn, cô ta cảm thấy Tề Đẳng Nhàn không phải là người không có lý trí như vậy.
Lý Vân Huyền cười nói, tớ cảm thấy cậu cũng có thể nắm chắc cơ hội, tuổi không còn trẻ, nên tìm một người bạn trai để nói chuyện yêu đương. Có một người đàn ông để dựa vào, về xong sẽ không dễ bị người khác bắt nạt nữa. Dương Quan Quan nghe vậy, sắc mặt không khỏi đỏ lên, nói, tớ tạm thời không nghĩ đến suy nghĩ này, từ từ nói sau. Nhưng mà phải cảm ơn ông chủ đó. Lúc này Tề Đẳng Nhàn đã dọn dẹp xong tàn cục ở phòng bếp, sau đó lại ngồi trong phòng khách một lúc với Lý Vân Huyền và Dương Quan Quan, nói một ít chuyện tương lai của công ty. Mắt thấy thời gian không còn sớm, Dương Quan Quan chuẩn bị quay về. Lý Vân Huyền nói, anh Tề đưa cậu ấy về đi, miễn xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Dương Quan Quan mở miệng trực tiếp từ chối, nói mình đi một mình không có vấn đề gì. Đừng nói nhảm nhiều như vậy, tôi đưa cô về cô còn không vui à? Tề Đẳng Nhàn hung dữ hỏi. Hả, được, Dương Quan Quan lập tức sợ tới mức rụt cổ lại, rụt rè trả lời. Lý Vân Huyền đứng ở một bên nhìn ngẩn cả người, lúc trước không phải Dương Quan Quan vẫn luôn muốn đấm Tề Đẳng Nhàn sao? Sao hiện tại, địa vị giữa hai người dường như đổi lại? Tề Đẳng Nhàn bắt đầu phóng ra cú đấm mạnh với Dương Quan Quan. Tề Đẳng Nhàn cũng chắc chắn tính cách ăn mềm không ăn cứng của Dương Quan Quan, đừng nhìn vẻ ngoài đôi khi mạnh mẽ cứng rắn. Thực tế chỉ là để bảo vệ mà thôi, hoàn cảnh cuộc sống lúc nhỏ đã khiến cô ta vô cùng yếu ớt. Lên xe đi, ngẩn người cái gì? Còn đợi tôi mời cô. Dáng vẻ Tề Đẳng Nhàn trừng mắt thật sự có chút hung dữ. Được được được, anh đừng mắng tôi biết rồi, Dương Quan Quan vội vàng đồng ý, kéo cửa lên xe. Tề Đẳng Nhàn không khỏi có chút buồn cười, thậm chí còn cảm thấy bắt nạt vị thư ký nhỏ này có chút vui. Dương Quan Quan hiện giờ đang sống ở một căn hộ thuê, môi trường xung quanh coi như không tệ, giao thông cũng rất thuận lợi. Tuy nhiên, hôm nay con đường bị tắc, có vẻ như đã có chuyện gì đang xảy ra và nó đã bị chặn. Tôi xuống xe ở chỗ này, đi theo con đường nhỏ này rất nhanh sẽ về đến nhà. Dương Quan Quan nói, tiễn Phật tiễn đến Tây Thiên. Tề Đẳng Nhàn nói, liền dừng xe, chuẩn bị đưa cô về nhà. Dương Quan Quan lập tức có chút cảnh giác hỏi, chẳng lẽ lát nữa anh nói khát nước, là muốn đi nhà của tôi uống ngụm nước sao? Tề Đẳng Nhàn đen mặt lại nói bậy bạ, tôi cũng chỉ là hai cái miệng lớn, tin hay không? Dương Quan Quan sửng sốt, thấp giọng nói, thô lỗ như vậy, khó trách manh manh muốn ly hôn với anh. Tề Đẳng Nhàn cau mày, Dương Quan Quan không dám nói nữa, lẳng lặng đi về phía trước. Con đường này là một con ngõ, dài chừng 100 mét, trong ngõ còn có một số lối đi, kéo dài tứ phía. Chờ đã, Tề Đẳng Nhàn kéo cánh tay Dương Quan Quan, trầm giọng nói. Các, Dương Quan Quan giật mình, theo bản năng nhìn trước sau, không có một bóng người, trong ngõ tối như vậy. Chẳng lẽ người này có ý đồ xấu? Trước khi cô có thời gian để suy nghĩ quá nhiều, những bóng người xuất hiện từ con hẻm. Những người này đều cầm trên tay một con dao sáng loáng, hình dạng cay nghiệt và họ trông giống như đã được huấn luyện rất chuyên nghiệp. Tề Đẳng Nhàn nắm lấy cánh tay của Dương Quan Quan và chuẩn bị quay lại ra sau, nhiều người cũng xông ra từ con hẻm phía sau và những con dao sáng loáng phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo, khiến cả con hẻm trở nên ớn lạnh. Cái gì, đây là đang xảy ra chuyện gì? Dương Quan Quan sợ tới sắc mặt tái nhợt, hai chân có chút nhũn ra. Chuyện gì đây? Tiện nhân Dương Phỉ Phỉ thuê đám côn đồ là để lấy mạng cá các người đấy. Tề chờ cười lạnh. Đường cái bị vây kín, đường nhỏ mai phục ẩn nấp, nhất định là vì đối phó Dương Quan Quan. Dương Phỉ Phỉ đã sẵn sàng sử dụng các biện pháp bạo lực để giải quyết vấn đề, như Tề Đẳng Nhàn suy đoán. Quay qua quay lại có hơn 20 người chặn con hẻm chặt đến mức không thể xông ra ngoài. Dương Quan Quan sợ đến sắp khóc, giọng nức nở hỏi, chúng ta nên làm gì bây giờ? Khóc cái gì, còn dám khóc, tôi liền ném cô ở chỗ này, một mình chuồn mất. Tề Đẳng Nhàn hung dữ nói. Tôi sẽ không khóc, đừng bỏ tôi lại. Dương Quan Quan sụt sịt nói, cố nén nước mắt. Tề Đẳng Nhàn trong lòng buồn cười, lần đầu tiên gặp Dương Quan Quan cô cực kỳ cứng cỏi, hiện tại nhìn lại, thực ra chính là cá nhỏ nhát gan. Chỉ cần hung dữ với cô ấy một chút, cô ấy sẽ sợ ngay. Tề Đẳng Nhàn ho khan một tiếng. Nói các người đây là có ý gì? Có ý gì thì trong lòng mày biết, có người cay nghiệt nói. Các người muốn cái gì? Tề Đẳng Nhàn hỏi. Nếu không muốn chết, mau bỏ người phụ nữ này lại, một mình cút đi. Lại có giọng trả lời.
Đừng bỏ ta lại, Dương Quan Quan nghe vậy càng thêm sợ hãi, sợ Tề Đẳng Nhàn sẽ để cô một mình ở nơi này đối mặt với những tên nguy hiểm như vậy. Tề Đẳng Nhàn nhún vai, nhìn về phía những người này nói, hôm nay tôi thật sự không muốn gây chuyện, các người tốt nhất biến khỏi nơi này cho khuất mắt tôi. Ha ha ha, đám côn đồ này không nhịn được cười, khi một người có thể nói những lời ngạo mạn như vậy trước mặt hơn 20 người cầm dao, thật là buồn cười a. Tề Đẳng Nhàn đứng sang một bên, quan sát những người ở hai phía, khi chúng đi đến gần, áp lực do tiếng bước chân của chúng mang lại ngày càng mạnh. Vậy thì không có gì để nói, Tề Đẳng Nhàn cười nói. Con dao trong tay Tề Đẳng Nhàn đã cong oặt, dù gì hắn phải đỡ cùng lúc rất nhiều dao, mà mỗi lần va chạm cũng đều tóe ra tia lửa dữ dội. Hắn ôm Dương Quan Quan trong ngực, cầm một con dao giết thẳng một đường, vì để tiết kiệm năng lượng, sát chiêu hắn dùng cũng toàn là đâm chứ không có chém. Mũi dao đâm đâu chuẩn đấy, không thiếu mắt người bị hắn đâm nổ tung, rơi thẳng xuống đất. Trong bất giác, cả đám Lâu La đã nằm la liệt xuống, những người còn lại nhìn Tề Đẳng Nhàn trông như thần chết, run lẩy bẩy không dám trở mình. Tề Đẳng Nhàn quét mắt như vương giả nhìn bọn chúng, tiện tay ném thanh dao đầm đìa máu xuống, đưa Dương Quan Quan đi thẳng đến cuối con hẻm dài. Đám người còn lại trao đổi mắt với nhau, đều chẳng ai có gan đi lên cản. Chuyện này thực quá khoa trương, ở đây ít nhiều cũng phải hơn 23 người đều cầm theo dao chặn hẻm một mình Tề Đẳng Nhàn, kết quả lại là tự tổn thất lực lượng. Hồi hồn chưa, quỷ hèn nhát, Tề Đẳng Nhàn hừ lạnh một tiếng, nói. Á, tôi vẫn còn sống, Dương Quan Quan kinh ngạc, đứng thẳng người dậy, trong lòng vẫn còn sợ hãi. Tề Đẳng Nhàn thở hắt một hơi, lâu lắm rồi hắn không chơi hỗn chiến, vừa mới tập trung tinh thần cao độ, hiện tại thả lỏng. Quả thật thấy hơi mệt mỏi. Dương Quan Quan giơ tay lên nhìn, thấy hai tay mình vậy mà toàn máu, không khỏi sợ hãi hét lên, tôi. Tôi bị thương rồi. Tề Đẳng Nhàn nhất thời dở khóc dở cười, lắc đầu nói, đấy là máu của ông. Dương Quan Quan cả kinh, nhận ra người bị thương thật sự không phải mình, lại nhìn vết dao trên lưng Tề Đẳng Nhàn, cả người cô không khỏi run lên, không ngừng rơi nước mắt. Mau chóng về nhà. Tề Đẳng Nhàn không kiên nhẫn nói. Dương Quan Quan không dám nhiều lời, nói, lát nữa tôi giúp anh xử lý. Cô dìu Tề Đẳng Nhàn trở về chung cư mà mình thuê, căn hộ này không lớn, nhưng trang trí nhìn trông rất ấm cúng, chỉ một mình cô ở, đúng là rất phù hợp. Tôi đi lấy hòm thuốc, anh cứ ngồi nghỉ một lát đi. Dương Quan Quan có vẻ hơi luống cuống tay chân. Tề Đẳng Nhàn ngồi trên sofa, vừa ngồi xuống đã thấy không đúng lắm. Hắn duỗi tay ra sau mông, vậy mà móc ra một cái quần lọt khe. Đúng lúc Dương Quan Quan ôm hòm thuốc ra ngoài, nhìn thấy quần mình trong tay Tề Đẳng Nhàn, mặt cô lập tức đỏ ửng lên, xông lên giật lại đồ. Xin lỗi, tôi ở một mình, nên thường cũng không mấy dọn dẹp. Dương Quan Quan đỏ mặt nói, nhét nó vào trong túi của mình. Kiểu dáng này lỗi thời rồi, mau đổi loại mới đi. Tề Đẳng Nhàn nhàn nhạt nói. Mặt mũi Dương Quan Quan càng đỏ tợn. Nói, anh cởi quần áo ra đi, tôi bôi thuốc cho anh. Tề Đẳng Nhàn cũng không khách khí, cởi thẳng áo ra, phơi hết dáng vóc cơ thể trai tráng của mình. Lúc hắn mặc đồ trông thì có vẻ gầy, nhưng lúc cởi áo ra, những thớ cơ săn chắc cùng đường cong cơ thể hoàn mỹ đã không thể giấu nữa. Dương Quan Quan sau khi nhìn thấy thân thể đẹp đẽ này, không khỏi kinh ngạc một phen. Cô lấy cồn giúp Tề Đẳng Nhàn rửa sạch miệng vết thương, kiên nhẫn xử lý bên ngoài, trong quá trình này. Tề Đẳng Nhàn chẳng hừ một tiếng, giặt một bộ như đã quá quen với sự đau đớn này. Nhớ tới chuyện trong hẻm hồi rồi, Dương Quan Quan thật lòng cảm thấy kinh tâm động phách, quá nguy hiểm, không cẩn thận một chút thì mạng cũng đi tong. Không đau nhỉ, Dương Quan Quan cẩn thận dò hỏi. Cô thử không, Tề Đẳng Nhàn như cười như không hỏi vặn. Dương Quan Quan sợ hãi rụt cổ mình, nói, vừa rồi nguy hiểm quá, may mà anh ở đấy, cũng cảm ơn anh hồi nãy không bỏ tôi lại. Tề Đẳng Nhàn nói, cô là thuộc hạ của tôi bỏ cô thế nào được. Trong lòng Dương Quan Quan rất cảm động, nói trước đó tôi có chút hiểu lầm với anh, quả thật là không nên lắm, anh là một người tốt. Tề Đẳng Nhàn căn bản không để ý mấy việc này, dục Dương Quan Quan mau bôi thuốc đi. Tôi từng gặp rất nhiều người, họ đều nói sẽ bảo vệ tôi, nhưng sau khi biết người ức hiếp tôi là người của Dương gia, thì bọn họ đều nuốt lời cả. Dương Quan Quan thấp giọng nói. Nghiêm túc dùng tăm bông tẩy máu trên lưng Tề Đẳng Nhàn. Cô quá nhát gan, có đôi lúc,
bản thân phải cứng rắn một chút. Tề Đẳng Nhàn bất đắc dĩ lắc đầu nói. Dương Quan Quan ngượng ngùng cười cười, cô cũng biết, nhưng khi đối diện với người Dương gia, cô thật sự cứng rắn không nổi. Sau khi Dương Quan Quan nghiêm túc xử lý xong vết thương trên lưng Tề Đẳng Nhàn, thì hơi buồn bã nói, xin lỗi, là tôi hại anh bị thương. Tôi toàn như vậy cả, lúc nào cũng đem đến xui xẻo cho người bên cạnh. Đến cả bản thân tôi cũng không biết nên phải làm thế nào. Tề Đẳng Nhàn nói, đừng nghĩ như vậy, sai không phải do cô, mà là do đám thân thích của cô kìa. Dương Quan Quan cảm thấy lòng mình hơi chua xót, đây là lần đầu có người quên mình bảo vệ cô như vậy, cũng là lần đầu có người vì bảo vệ cô mà bị thương chảy máu. Gần đây nhớ cẩn thận một chút, gặp phải tình huống không đúng lắm, có thể gọi điện thẳng cho tôi. Tề Đẳng Nhàn nói. Dương Quan Quan gật đầu đáp ứng liên hồi. Chuông cửa đúng lúc reo lên, Dương Quan Quan vừa dòm qua nhìn, không khỏi sửng sốt. Là Mộng Mộng, anh mau trốn chút đi. Dương Quan Quan kinh sợ nói. Trốn, sao tôi phải trốn hả? Tề Đẳng Nhàn hời hợt hỏi. Dương Quan Quan gấp gáp nói, y ra, bộ dạng hiện giờ của anh làm sao tôi giải thích rõ ràng được, cô ấy sẽ hiểu lầm chúng ta mất. Tóm lại, anh trốn trước đi. Tề Đẳng Nhàn nhíu mày, có hơi khó chịu, hắn không muốn trốn, lúc đến quang minh chính đại, giờ sao phải như trộn trốn đi. Dương Quan Quan hơi nôn nóng nói, coi như tôi xin anh đấy, anh trốn đi chút, đợi cô ấy đi rồi, anh lại đi ra. Hai người mới ly hôn, muộn thế này rồi anh còn ở nhà tôi, sau khi cô nhìn thấy sẽ nghĩ nhiều, tôi còn mặt mũi gì làm người nữa. Tề Đẳng Nhàn bất đắc dĩ nhún vai, sau đó đi vào phòng của Dương Quan Quan. Dương Quan Quan vội vàng đóng cửa lại, trong lòng mới thoáng thả lỏng một chút, sau đó ra ngoài mở cửa. Cửa mở ra, đã thấy Kiều Thu Mộng đứng ở bên ngoài, trong tay còn cầm một cái túi, bên trong chứa mấy bình rượu tây. Sao giờ mày mới mở cửa? Kiều Thu Mộng cười nói, để tao xem, nhà mày giấu đàn ông à? Dương Quan Quan bị lời này của cô chọc cho tim nhảy dựng, nói ngay, sao có thể chứ, mày đừng có nói linh tinh với bẩn sự trong sạch của tao. Đúng rồi, sao mày lại đến chỗ này tìm tao? Có chuyện gì gọi điện không nói được à? Kiều Thu Mộng nói, tâm tình tao không tốt, tìm mày uống vài ly không được luôn hả? Dương Quan Quan vô thức muốn hỏi cô vì sao không tìm Lý Vân Uyển, nhưng lời này còn chưa kịp nói, cô vừa động não đã biết vì sao. Lý Vân Uyển hiện giờ có quan hệ không rõ ràng với Tề Đẳng Nhàn, Kiều Thu Mộng không nói khỏi miệng, nhưng trong lòng sợ rằng thật sự rất không thoải mái. Dương Quan Quan để Kiều Thu Mộng vào nhà, cầm ly với một ít đồ ăn vặt ra ngoài. Sao tao cảm thấy mày cứ khẩn trương thế nào ấy? Kiều Thu Mộng hỏi. Có à, khả năng là gần đây nhiều việc quá, vừa hay uống chút thả lỏng luôn. Dương Quan Quan giải thích. Kiều Thu Mộng cũng không nghĩ nhiều, sau đó cùng Dương Quan Quan uống rượu. Dương Quan Quan nhìn ra Kiều Thu Mộng không được vui, tâm trạng trông rất kém. Mày buồn như vậy là vì chuyện ly hôn với anh ta à? Dương Quan Quan thấp giọng hỏi. Sao có thể chứ, tao nói sẽ không hối hận thì tuyệt đối sẽ không hối hận. Thanh giọng của Kiều Thu Mộng lập tức lên cao mấy độ. Dương Quan Quan trái lại cảm thấy phân nửa chính là vì chuyện này, bằng không thì cô nói lớn tiếng như vậy làm gì? Có lý không ở tiếng to. Dương Quan Quan uống cùng Kiều Thu Mộng vài ly, sau đó mới hỏi, cậu đã nói sẽ không hối hận. Vậy tại sao lại có vẻ chán nản và không vui thế? Kiều Thu Mộng ngẩn người, yên lặng uống một ly rượu, lắc đầu nói, tớ cũng không biết. Dù sao chuyện tình cảm cũng rất phức tạp, tớ chắc là không thích hắn đâu, đúng không Quan Quan? Dương Quan Quan có chút khó nói thành lời, chính mình có thích không, tự bản thân còn không biết hay sao? Lại đi hỏi người ngoài như cô ta. Lúc trước bị Kiều Thu Mộng ảnh hưởng, cô ta cũng cho rằng Tề Đẳng Nhàn không phải người tốt, không xứng với Kiều Thu Mộng. Nhưng sau đó phát sinh một số chuyện đã thay đổi cái nhìn của cô ta, khó trách Lý Vân Uyển nói đây là đang sửa mái nhà dột, mà không phải là đang tiếp bàn. Kiều Thu Mộng kể lại những gì gặp phải trong quán bar với Dương Quan Quan, lúc này Dương Quan Quan mới hiểu được ngọn nguồn khổ sở của cô ta. Tớ cảm thấy cậu quá xúc động rồi. Dương Quan Quan thở dài, nói. Bây giờ nói thì cũng đã muộn rồi, dù sao tớ nhất định sẽ không hối hận. Tớ sẽ phải càng xuất sắc hơn, rồi cũng sẽ tìm được người đàn ông xuất sắc hơn. Dương Quan Quan giúp cô ta rót non nửa ly rượu, bảo cô ta uống ít một chút. Kiều Thu Mộng cầm ly rượu lên uống một hơi cạn sạch,
hừ lạnh nói một tiếng, Lý Vân Uyển thích hắn, vậy tặng cho cô ta là được rồi. Hắn dù có ưu tú thế nào cũng chỉ là người đàn ông bị Kiều Thu Mộng tớ đây đá đi. Dương Quan Quan nói, xem ra bởi vì chuyện này mà cậu và Vân Uyển xa cách không ít nhỉ. Cô ta là bạn tốt của tớ, không phải nên đứng về phía tớ sao? Giúp đỡ một người ngoài, sao lại xảy ra chuyện đấy cơ chứ? Ách, Dương Quan Quan không dám đánh giá chuyện này. Còn có chuyện tập đoàn Mộc Tử lấy được 100 mẫu đất ở thung lũng giết người nữa chứ? Đừng tưởng rằng tớ không biết 100 mẫu đất kia là Tề Đẳng Nhàn chỉ định giao cho cô ta đi khai phá. Lúc trước quả thật là chúng ta không tín nhiệm Tề Đẳng Nhàn, đất trong tay đều bán cho tập đoàn Hướng Thị, nhưng Tề Đẳng Nhàn cũng thu từ trong tay người thân của tớ một khối đất lớn. Tập đoàn Mộc Tử lấy được mảnh đất này chắc là do hắn cho phải không? Kiều Thu Mộng nói đến việc này, sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Bất kể nói như thế nào, lúc ấy cô ta và Tề Đẳng Nhàn vẫn là vợ chồng chính thức, thế nhưng Tề Đẳng Nhàn lại hết lần này tới lần khác giao đất cho tập đoàn Mộc Tử khai phá. Lý Vân Uyển là bạn tốt của cô ta, nhưng trong lòng cô ta vẫn cảm thấy không công bằng. Nếu để cho cô ta biết, 100 mẫu đất kia chẳng qua là Lý Vân Uyển đổi mấy cái hôn nồng nhiệt để lấy, không chừng lúc này cô ta sẽ tức đến hộc máu. Dương Quan Quan thấp giọng nói, ở trong công ty tớ có xem qua một ít văn kiện, đúng là có khả năng này. Không phải là có khả năng, mà là điều chắc chắn. Lý Vân Uyển vì 100 mẫu đất này mà bán đứng tình cảm giữa chúng ta. Kiều Thu Mộng mất mát nói. Ách, khả năng ngay từ đầu cô ta cũng không phải vì 100 mẫu đất, mà là vì Tề Đẳng Nhàn thì sao? Tớ cảm thấy cô ta không hám danh lợi như cậu nói. Dương Quan Quan nói. Làm sao biết được, Kiều Thu Mộng lạnh giọng hỏi. Cậu đã nói rồi mà, lúc trước Trương Thị bảo các cậu đầu tư, Tề Đẳng Nhàn nói chuyện các cậu không nghe, sau đó bất động sản Trương Thị bùng nổ. Tớ đã điều tra. Lúc đó tập đoàn Mộc Tử vẫn chưa đầu tư vào bất động sản Trương Thị. Lúc trước cô ta cũng chuẩn bị đầu tư theo câu đúng không? Tất nhiên rồi, cô ta nghe lời Tề Đẳng Nhàn nói, không chừng quan hệ của bọn họ cũng bắt đầu phát triển từ lúc đó. Dương Quan Quan như có điều suy nghĩ nói, phát huy bản tính đặc biệt giống như Sherlock Holmes của mình. Kiều Thu Mộng hung hăng sửng sốt, sau đó phục hồi lại tinh thần, cau mày nói, khó trách cô ta muốn nói dối. Nói là Trương Thiệu Kiệt cứu tớ thoát khỏi tay Vu Khai Hà, chẳng lẽ lúc đó cô ta đã thay đổi cách nhìn rồi? Dương Quan Quan nói, chắc là không nhanh như vậy, có lẽ là sau chuyện này không lâu. Tề Đẳng Nhàn ở trong phòng nghe được rõ ràng đối thoại của hai người, hắn không nghĩ rằng đầu óc logic của Dương Quan Quan tốt như vậy, không tự mình trải qua nhưng lại có thể phân tích gọn gàng ngăn nắp. Kiều Thu Mộng nói, suy nghĩ nữa cũng vô dụng, dù sao cô ta cũng phản bội tớ. Dương Quan Quan nói, cô ta nói với tớ, nếu cô ta thích, cậu có thể trực tiếp tặng cho cô ta cũng không thành vấn đề. Hơn nữa vừa rồi cậu cũng nói với tớ một lần rồi. Những lời này trực tiếp làm Kiều Thu Mộng sửng sốt, sau đó sắc mặt đỏ bừng, một câu cũng không nói nên lời. Đúng là chính cô ta đã thật sự nói những lời này, đến giờ cô ta vẫn còn nhớ rất rõ ràng. Lúc trước chỉ là một câu nói đùa mà thôi, hiện tại lại thành nhược điểm phá hỏng lời của chính mình. Chẳng qua cũng là bởi vì Kiều Thu Mộng quá không coi trọng và tín nhiệm Tề Đẳng Nhàn, nếu không làm sao cô ta có thể nói ra lời như vậy. Trông mặt mà bắt hình dong, thất chi tử vũ si chư di yêu. Dương Quan Quan nhớ tới những lời Lý Vân Uyển đã nói, bất đắc dĩ lắc đầu. Kiều Thu Mộng uống không ít rượu, đầu óc đã bắt đầu choáng váng, nói tớ không uống nữa, đêm nay cho tớ ngủ ở chỗ cậu đi. Sau khi nói xong lời này, cô ta lảo đảo đi về phía cửa phòng đang đóng kín. Dương Quan Quan hoảng sợ, với tâm trạng hiện tại của Kiều Thu Mộng, nếu để cho cô ta phát hiện Tề Đẳng Nhàn hơn nửa đêm trốn ở trong phòng của mình thì sẽ nghĩ như thế nào chứ? Rồi sẽ coi mình là cái gì? Còn làm bạn bè nổi nữa không? Mộng Mộng, chúng ta uống thêm chút nữa đi. Dương Quan Quan vội vàng nói, muốn chút say Kiều Thu Mộng, sau đó để Tề Đẳng Nhàn nhanh chóng rời đi. Uống không nổi nữa, uống nữa sẽ nôn mất, công việc ngày mai quan trọng hơn. Kiều Thu Mộng quay đầu lại nhìn cô ta một cái, vừa rồi cô ta không muốn uống, sao lúc này lại đột nhiên thay đổi chủ ý vậy? Dương Quan Quan có chút sốt ruột, Kiều Thu Mộng như có điều suy nghĩ nói, ồ, không phải là trong phòng cậu giấu đàn ông đấy chứ? Sắc mặt Dương Quan Quan đỏ bừng, nói, không thể nào, cậu đừng nói lung tung. Tớ nói lung tung sao? Quan Quan,
cậu có bạn trai cũng không nói với tớ một tiếng, có còn coi tớ là bạn không hả? Kiều Thu Mộng cười như không hỏi, đưa tay mở cửa phòng. Tới đây, để tớ nhìn một chút xem tên đàn ông thối nào trốn ở bên trong. Đi ra, dám gây họa cho quan quan nhà tôi sao? Dương Quan Quan sợ tới mức gần như chết ngay tại chỗ, nếu để Kiều Thu Mộng phát hiện chồng trước của mình trốn trong phòng cô ta, vậy thì thật sự cô ta nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch. Không có ai cả. Kiều Thu Mộng đi lòng vòng trong phòng, sau đó bất đắc dĩ nói. Dương Quan Quan ngẩn người, lập tức thở phào nhẹ nhõm, ngược lại khi nhìn thấy cửa sổ phòng đang mở ra, lắp bắp kinh hãi. Đây là tầng 5 đấy, chắc không phải tên tề đẳng nhàn này nhảy ra ngoài đấy chứ. Cô ta bước nhanh đến bên cửa sổ kiểm tra, cũng không phát hiện bóng dáng tề đẳng nhàn, nhìn xuống chút nữa, lúc này mới nhìn thấy. Sau đó, cô ta nhìn thấy tề đẳng nhàn đang đi ra ngoài quay đầu lại, cười phất phất tay với cô ta. Nguy hiểm thật, nguy hiểm thật. Làm sao hắn xuống được dưới đấy? Dương Quan Quan có chút hãi hồn khiếp vía nghĩ. Lầu 5, độ cao chừng 10 mét, cho dù là gian dương đại đạo vượt nóc băng tường cũng không thể dễ dàng rời đi như vậy chứ. Kiều Thu Mộng chen qua, hỏi cậu nhìn cái gì vậy, cho tớ nhìn một chút với nào. Không có gì, không có gì. Dương Quan Quan vội vàng giữ chặt Kiều Thu Mộng, uống say thì mau nghỉ ngơi đi, kẻo ngày mai lại không xuống nổi giường. Kiều Thu Mộng bị cô ta đẩy lên chiếc giường lớn mềm mại, phịch một tiếng xuống giường, mơ mơ màng màng nhắm mắt lại. Từ khi gặp Tề Đẳng Nhàn ở quán ba tới nay, cô ta vẫn chưa có thời gian nghỉ ngơi cho thật tốt. Cuộc đối thoại giữa Kiều Thu Mộng và Dương Quan Quan được Tề Đẳng Nhàn nghe rõ ràng không sót một từ nào, mãi cho đến khi Kiều Thu Mộng chuẩn bị bước vào phòng, hắn mới rời đi. Hắn không muốn đụng phải Kiều Thu Mộng, như vậy sẽ khiến Dương Quan Quan trở thành người xấu. Sau khi nghe những lời này xong, trong lòng hắn không còn chút gánh nặng nào, trước đó điều nên nói nên khuyên cũng đã nói hết cả rồi, hơn nữa sự hoài nghi của Kiều Thu Mộng đối với hắn cũng không thể dễ dàng thay đổi chỉ bằng một vài lời. Ông đây đường đường là nhị đương gia nhà tù U Đô, lại không có liêm sỉ mà mặt dày theo đuổi phụ nữ chắc. Đợi đến khi Tề Đẳng Nhàn về đến nhà, Lý Vân Uyển thấy hắn liền buông lời giễu cợt, tôi còn tưởng hôm nay anh sẽ qua đêm ở nhà Dương Quan Quan cơ. Tề Đẳng Nhàn đáp, không có, chỉ là trên đường về gặp phải một chút rắc rối, bị chém một dao. Lý Vân Uyển nhìn thấy vết máu trên quần áo của hắn thì không khỏi đau lòng, để tôi xem qua, có nghiêm trọng không? Chỉ là vết thương nhỏ, đã xử lý xong rồi. Tề Đẳng Nhàn bình tĩnh đáp. Lý Vân Uyển áy náy, thật xin lỗi, từ đầu tôi không để ý lại còn trêu chọc anh. Tề Đẳng Nhàn bĩu môi, thật ra thì qua đêm ở chỗ Dương Quan Quan cũng không tệ đâu. Dù sao thì ngực của cô ta cũng lớn hơn ngực em nhiều. Anh tin tôi giết anh tại đây luôn không? Lý Vân Uyển sửng sốt một chút, sau đó hít mắt cười lạnh, vung tay thành nắm đấm. Dáng người của Lý Vân Uyển không tệ, nhưng so với những đường cong có phần khoa trương của Dương Quan Quan thì đúng là không so bì nổi. Nói cách khác thì, toàn bộ Đông Hải này, rất khó để tìm được một người phụ nữ có dáng người đẹp như cô ta. Đương nhiên ngực khủng hơn cũng phải có mấy người nhưng gộp cả về khuôn mặt và dáng người thì không ai có thể đánh bại được cô ta, nếu không lôi ra hai siêu mẫu thì Dương Quan Quan chính là người nổi bật nhất giữa đám đông. Hình như Thu Mộng đã biết mối quan hệ của chúng ta. Hôm nay cô ấy đến chỗ Dương Quan Quan để hỏi chuyện, tôi tình cờ nghe được. Tề Đẳng Nhàn nhàn nhạt nói. Lý Vân Uyển mím môi, biết thì biết, nếu cậu ấy không ngại thì chúng ta vẫn là bạn tốt. Nếu cô ấy để ý thì sao? Tề Đẳng Nhàn trầm ngâm hỏi. Vậy thì tôi chỉ ở bên anh thôi. Lý Vân Uyển cười cười, vòng tay qua cổ Tề Đẳng Nhàn, thân mật tựa vào người hắn. Tề Đẳng Nhàn không nhịn được cười nói, vậy chẳng phải em coi trọng tình cảm hơn bạn bè sao? Tay Lý Vân Uyển luồn qua kẽ hở cúc áo của hắn, chậm rãi di chuyển, giễu cợt hỏi, tình cảm. Em quan tâm đến tình cảm làm gì? Cũng không biết hôm qua là ai đã nhấn mạnh vào chuyện đó mất 2 phút. Tất nhiên những lời như vậy sẽ khiến Tề Đẳng Nhàn cảm thấy tức giận. Giỡn, tôi giỡn thôi, anh cực kỳ mạnh mẽ, hoàn toàn là một tên lưu manh, hôm nay phải nghỉ ngơi thật tốt. Sau khi Lý Vân Uyển chọc giận hắn, cô ta liền thú nhận. Mối quan hệ giữa hai người trở nên thân thiết hơn trước nhiều, Lý Vân Uyển qua đêm ở Vân Đỉnh Thiên Cung cũng không cần phải tìm cớ. Hơn nữa, gần đây bố Lý cũng hài lòng với hành động của Lý Vân Uyển, dạo này ít khi gọi điện để hỏi cô ta tại sao buổi tối không về nhà. T
Tề Đẳng Nhàn, người vừa được nhận xét là lưu manh, tuy không muốn cô đơn vào ban đêm nhưng hắn cũng không muốn lăn lộn khi Lý Vân Uyển vẫn chưa bình phục. Lý Vân Uyên là người phụ nữ mà Tề Đẳng Nhàn đánh giá là yêu tinh, nhưng cô ta lại không thể nhìn ra người đàn ông cứng nhắc như nhà sư đã ở chốn ngục tù hơn 20 năm này đang nghĩ gì. Vì thế, cô ta lặng lẽ chui vào trong chăn. Tề Đẳng Nhàn vuốt mái tóc dày của Lý Vân Uyên, trong khẽ lòng thở dài, lão đầu tể kia không bảo hắn, nhưng hắn có thể cảm nhận được cảm giác đã sống vô ích hơn 20 năm. Lão già này đúng là xấu xa, sau này đừng nghe ông ta kể chuyện cười gì đó nữa. Tề Đẳng Nhàn thầm nghĩ, nhưng lão già này nói nhiều lắm, lúc trở về phải hắn cân nhắc có nên khâu miệng đối phương lại hay không. Không để khiến đám trẻ ở nhà tù U Đồ bị dạy hư được. Ngày hôm sau khó tránh khỏi tinh thần sảng khoái, khi đánh nhau với Lý Vân Uyển, ngắm nhìn vẻ ngoài được trang điểm đậm và trải chuốt kỹ càng kia, Tề Đẳng Nhàn chỉ cảm thấy hãnh diện trong lòng. Hắn tận hưởng được hạnh phúc khi có được Lý Vân Uyển. Lý Vân Uyển nhìn lại chính mình cười trộm. Lý Vân Uyển có thể đã kiếm được rất nhiều tiền, nhưng Tề Đẳng Nhàn cũng không lỗ. Bởi vì có Lý Vân Uyển ở bên cạnh, hiếm khi Tề Đẳng Nhàn không tỏ ra lười biếng nữa, lái xe đưa cô ta tới Tư Bản Thiên lại làm việc. Tuần này Tề Đẳng Nhàn có một số việc cần giải quyết, hắn cũng đã bàn bạc thỏa đáng với Hướng Đông Tinh. Thứ nhất, giải quyết vụ việc phá ao giết người, đã điều tra được là do người của Lý Gia Quyền đứng sau làm trò quỷ. Thứ hai, khiến những người đã tham gia dự án của Từ Ngạo Tuyết rút vốn khỏi đó. Thứ ba, lộ mặt trong bữa tiệc mà Từ Ngạo Tuyết tổ chức, chính thức bắt đầu cuộc chiến. Tề Tổng, vị này là Tôn Học Văn, giám đốc chi nhánh thứ hai của Ngân hàng Trung Hải. Khoản vay 200 triệu lần này của công ty chúng ta sẽ được chuyển từ chi nhánh thứ hai. Dương Quan Quan dẫn theo một chàng trai trẻ tuổi mặc tây trang màu đen tiến đến, giới thiệu với Tề Đẳng Nhàn. Xin chào Tề Tổng, nghe danh đã lâu. Tôn Học Văn đưa tay về phía Tề Đẳng Nhàn, khác hoàn toàn với lời nói là ánh mắt tràn ngập sự khinh thường. Ai mà không biết Tề Đẳng Nhàn chỉ là một con rối bị Hướng Đông Tinh và ông chủ bí ẩn đẩy lên sân khấu. Tề Đẳng Nhàn cùng anh ta thảo luận một chút về khoản vay, sau đó hắn quyết định giao cho Dương Quan Quan phụ trách. Tôn Học Văn mỉm cười với Dương Quan Quan, Quan Quan, hôm đó tôi thấy cô bị anti-fan công kích nên đã tặng cô vài món quà nhỏ. Hy vọng cô có thể tiếp tục sự nghiệp mà mình yêu thích, không bị bọn họ ảnh hưởng. Sau khi Dương Quan Quan nghe được lời này thì không khỏi sửng sốt một chút, sau đó trong lòng lại nảy một ý nghĩ khác. Cô ta đã đoán được ông chủ lớn điên cuồng quẹt 500 vạn kia rất có thể là Tôn Học Văn, hôm nay nghe anh ta nói thế thì quả đúng là như vậy. Học Văn anh cũng quá khách khí rồi, 500 vạn mà còn gọi là món quà nhỏ sao? 500 vạn kia của anh cũng đủ khiến đối phương trực tiếp bỏ áo giáp rồi. Dương Quan Quan che miệng cười, vẻ mặt cao hứng. Tề Đẳng Nhàn ở một bên nghe được ngẩn người, Tôn Học Văn cũng cho Dương Quan Quan 500 vạn sao? Tôn Học Văn cũng không khỏi ngẩn người, sau khi phục hồi tinh thần lại, lập tức cười ha ha nói, 500 vạn là cái gì, chỉ cần có thể hung hăng đánh vào mặt đám anti-fan kia. Vì cô chi 500 triệu tôi cũng không chớp mắt. Dương Quan Quan cảm thán, đêm đó nhờ anh ra tay, nếu không thì thanh danh của tôi e đã không còn gì nữa rồi, thật sự không biết phải cảm ơn anh như thế nào. Tôn Học Văn khoát tay, không phải chỉ là một cái thần đế với mấy cái chiến hạm ngân hà thôi sao? Có gì mà nịnh nọt như vậy, không cần phải khách sáo. Tề Đẳng Nhàn nghe nói như vậy lại ngẩn người, hóa ra ai đi bôi bẩn Dương Quan Quan chết cả nhà là của anh ta đấy à? Đây không phải là đang nịnh anh mà là nghiêm túc cảm ơn. Dương Quan Quan chân thành nói, trong ánh mắt mang theo một chút sùng bái. Tôn Học Văn thản nhiên cười nói, không để đáng nhắc tới. Tề Đẳng Nhàn bật cười. Tề Tổng cười cái gì? Tôn Học Văn quay đầu lại, thờ ơ hỏi. Tôi cười anh không biết xấu hổ đem cống hiến của người khác làm của riêng. Tề Đẳng Nhàn lắc đầu nói. Sắc mặt Dương Quan Quan không khỏi thay đổi, Tề Tổng, anh đừng ăn nói lung tung. Giám đốc Tôn đã giúp đỡ tôi một ân huệ lớn. Tề Đẳng Nhàn gật đầu, tôi biết, có ông chủ lớn tặng cô 500 vạn trong Livestream, đánh vào mặt đám anti-fan đúng không? Dương Quan Quan nghe hắn nói biết cũng không cảm thấy gì lạ, dù sao thì chuyện kia vẫn đang còn rất hot, bị người khác biết cũng không phải chuyện lạ. Tôn Học Văn thờ ơ nói, xem ra Tề Tổng thật sự đúng như lời người ngoài nói chuyện không dùng đến đầu óc. Tôi cướp công của người khác sao? Ngoại trừ tôi ra, còn có ai có thể cho Quan Quan 500 vạn nữa? Tôi,
Tề Đẳng Nhàn nhún vai, thản nhiên nói. Tôi, Tề Đẳng Nhàn nhún vai, thản nhiên nói. Tề Đẳng Nhàn nói mình mới là người tặng cho Dương Quan Quan 500 vạn, điều này khiến Dương Quan Quan không khỏi ngẩn người. Được rồi Tề Tổng, anh đừng ở đây càn quấy nữa. Dương Quan Quan nói, giọng điệu có chút bất đắc dĩ. Nếu là trước kia, có khi cô ta đã mở miệng châm chọc khiêu khích từ lâu. Nhưng gần đây Tề Đẳng Nhàn cứu cô ta tận 2 lần, khiến cho cảm giác của cô ta đối với Tề Đẳng Nhàn trở nên tốt hơn không ít. Tôn Học Văn mặc kệ những thứ này, anh ta cười lớn, Tề Tổng thật đúng là thích chơi trội, cái gì cũng có thể nói ra miệng. Là anh tặng 500 vạn sao? Nếu là anh, vậy tại sao Quan Quan lại đến cảm ơn tôi mà không phải cảm ơn anh? Lừa gạt phụ nữ cũng không phải lừa giống như anh đâu. Tề Đẳng Nhàn vừa chuẩn bị nói gì đó, Dương Quan Quan đã lên tiếng, Tề Tổng anh nhường một chút đi, giám đốc Tôn còn quản lý khoản vay của chúng ta. Hơn nữa, hai người chúng tôi cũng là bạn cũ. Anh ta nguyện ý giúp tôi 500 vạn này để qua khó khăn cũng không có gì lạ cả. Tề Đẳng Nhàn nghe như vậy liền cười nhạo một tiếng, dứt khoát không nói nữa. Ngay lập tức Tôn Học Văn cười đắc ý, cảm thấy lời nói của Dương Quan Quan khiến cho mình đặc biệt hài lòng. Tề Đẳng Nhàn lại mơ hồ ngửi được một chút mùi âm mưu thoang thoảng đâu đây. Tối nay tôi mời anh ăn cơm coi như để cảm ơn. Dương Quan Quan nói với Tôn Học Văn. Được, không thành vấn đề, tôi chờ cô sắp xếp thời gian. Tôn Học Văn cười ha ha một tiếng, sau đó lại đắc ý nhìn Tề Đẳng Nhàn rồi mới đứng dậy rời đi. Dương Quan Quan đưa Tôn Học Văn ra ngoài, một lát sau mới trở lại phòng Tề Đẳng Nhàn. Tề Tổng, anh đã có Vân Uyển rồi. Không cần nghĩ tới những chuyện khác nữa, giữa chúng ta không có khả năng đâu. Sắc mặt Dương Quan Quan có chút đỏ bừng, thấp giọng nói. Tề Đẳng Nhàn nghe được nhưng không hiểu được, ngẩn người hỏi, lời này của cô có ý gì? Sao tôi lại nghe không hiểu vậy? Dương Quan Quan nói, cho dù anh muốn tăng thêm hảo cảm của tôi với anh thì cũng không thể đi mạo danh người khác đi như vậy. Tề Đẳng Nhàn trực tiếp dở khóc dở cười, khoát tay nói, thư ký Dương, rõ ràng là do cô suy nghĩ nhiều. Về phương diện này đối với cô tôi không có chút ý tứ nào. Dương Quan Quan bỗng nhiên cười lạnh, lúc anh nói ra lời này, ánh mắt thành thật thêm một chút nữa là tôi tin rồi. Đàn ông mà, luôn không quản được đôi mắt của mình. Nhất là khi dáng người của Dương Quan Quan quyến rũ như vậy, dùng từ ngon. Để hình dung cũng không quá đáng. Nếu cô đã nhận định người tặng cho cô 500 vạn kia không phải là tôi, vậy tôi nói cho cô biết người đó cũng không phải Tôn Học Văn. Tề Đẳng Nhàn lắc đầu nói. Tôi cảm thấy khoản vay và cả hóa đơn 30 triệu của cô đều có chút trùng hợp. Chuyện này hình như có âm mưu gì đó. Tốt nhất cô không nên tiếp xúc một mình với anh ta, tránh xảy ra chuyện không hay. Dương Quan Quan nghe được không khỏi có chút tức giận. Tề Tổng, anh đừng nói như vậy chứ. Tôn Học Văn là bạn cũ của tôi, cho dù anh không thích anh ta thì cũng không nên vừa mở miệng đã chửi bới anh ta như thế. Khoản vay 200 triệu kia là vì anh ta nể mặt tôi mới có thể thông qua nhanh như vậy. Sắc mặt Tề Đẳng Nhàn không khỏi tối sầm, hắn vỗ bàn, nặng nề nói, đây là mệnh lệnh của tôi, cô hiểu không? Lúc này Dương Quan Quan cũng không chút sợ hãi phản bác lại, tôi còn lâu mới nghe theo loại mệnh lệnh vô lý này của anh, chính tôi tự có quyết định của mình. Nói xong, Dương Quan Quan trực tiếp xoay người rời khỏi phòng làm việc, ngay cả chào hỏi cũng không cần. Này! Con bé nhát gan dạo này biết cứng rắn rồi đấy hả? Tề Đẳng Nhàn nhìn thấy một màn này thì không khỏi buồn cười, đưa tay xoa cằm. Xem ra Dương Quan Quan cũng có những lúc không biết sợ, cô ta sẽ không vì thái độ của người khác mà thay đổi suy nghĩ của mình. Không bao lâu sau, Lý Vân Uyển đến văn phòng. Tôi nghe Dương Quan Quan nói anh cãi nhau với giám đốc chi nhánh 2 Tôn Học Văn hả? Lý Vân Uyển hỏi. Tên kia là Ngụy Quân Tử vốn không có ý tốt gì. Tôi lo Dương thư ký phải chịu thiệt. Tề Đẳng Nhàn uống một ngụm trà, thản nhiên nói. Lý Vân Uyển nhất thời khinh bỉ, không phải là do thấy anh ta thân thiết cùng với Dương thư ký của anh nên mới nói như vậy đấy chứ. Tề Đẳng Nhàn lắc đầu, tên kia mạo danh là người tặng Dương Quan Quan 500 vạn thì làm sao có thể là người tốt được. Lý Vân Uyển nói, tôi càng khẳng định suy nghĩ của mình. Rõ ràng là anh đang ăn trong bát nhìn trong nồi. Tề Đẳng Nhàn, đùa cái gì vậy? Tôi là loại người đó à? Tất cả anh đều muốn. Lý Vân Uyển bỗng nhiên vươn tay phải ra, làm động tác nắm lấy. Tề Đẳng Nhàn ngẩn người. Những lời này là ai nói?
Lý Vân Uyển châm chọc hỏi. Ha ha ha, Tề Đẳng Nhàn không nhịn được cười gượng, không nghĩ đến trí nhớ của Lý Vân Uyển lại tốt như vậy. Sau khi cùng Tề Đẳng Nhàn đùa giỡn một chút, Lý Vân Uyển mới bắt đầu nói chuyện chính sự. Khoản vay 200 triệu này là vốn khởi nghiệp cho dự án của công ty chúng ta, rất quan trọng. Vào lúc này, chúng ta không thể mở miệng hỏi tập đoàn Hướng Thị bên kia được, gần đây áp lực mà Đông Tinh chịu quá lớn rồi. Cho nên tốt nhất là anh không nên xảy ra bất kỳ xung đột gì với Tôn Học Văn nữa. Đến lúc anh ta cầm đi 200 triệu kia, anh không có chỗ mà khóc đâu. Lý Vân Uyển nói như thế để cho Tề Đẳng Nhàn nắm rõ ràng quan hệ lợi hại trong chuyện này. Tề Đẳng Nhàn bình tĩnh nói, nếu đã thỏa thuận xong hắn cũng không dám đổi ý nữa đâu. Lý Vân Uyển cười cười, không nói chuyện này nữa mà chuyển chủ đề, buổi tối tôi phải về nhà một chuyến, không ăn cơm cùng anh được, anh tự lo đi. Tề Đẳng Nhàn lại cảm thấy vừa hay, để tối nay hắn chú ý động tĩnh bên phía Dương Quan Quan cùng Tôn Học Văn một chút, phòng cho cô ta gặp phải chuyện gì. Lúc này Tôn Học Văn đã ngồi trên xe mình gọi điện thoại. Tiểu thư Dương Phỉ Phỉ, đã giải quyết xong mọi chuyện rồi, buổi tối Dương Quan Quan hẹn tôi ăn cơm. Tôn Học Văn cười ha hả nói với người ở đầu dây bên kia. Không hổ là giám đốc Tôn ra tay, quả nhiên mã đáo thành công. Dương Phỉ Phỉ không khỏi cười đáp. Tôn Học Văn xoa tay, nói tiếp, vậy khoản vay 2 tỷ của nhà họ Dương ở Ma Đô thì sao? Dương Phỉ Phỉ nói, tôi lập tức an bài cho người vay 2 tỷ từ chi nhánh các anh, toàn bộ công lao đều là của anh. Tôn Học Văn không khỏi mừng rỡ. Những năm gần đây, muốn các doanh nghiệp lớn đến vay vốn thật không dễ dàng, Tôn Học Văn vì thành tích mà ủ rũ mặt mày một khoảng thời gian. Cho nhà họ Dương ở Ma Đô vay 2 tỷ này là chuyện không thể tốt hơn, anh ta không cần lo nhà họ không trả được tiền. Buổi tối nhớ đem thuốc tôi đã đưa bỏ vào trong chén của con đàn bà kia, phụ nữ trong trắng đến đâu cũng sẽ biến thành dâm phụ thôi. Nếu anh có hứng thú thì cũng có thể thử trước, nhưng nhất định phải nhớ quay video. Dương Phỉ Phỉ cười lạnh nói. Tôn Học Văn không khỏi ho khan một tiếng, muốn quay video thì thôi, hay là Dương tiểu thư hãy để những người đó đến đây. Dương Phỉ Phỉ hài lòng nói, có video cô ta bị một đống đàn ông cưỡng hiếp, tôi muốn nhìn xem cô ta còn mặt mũi gì ở lại Ma Đô, còn có mặt mũi gì tranh giành gia sản với tôi. Tôn Học Văn có chút không rét mà run, thủ đoạn của Dương Phỉ Phỉ thật quá tàn nhẫn, đã sớm bày ra một thế trận như vậy. Quan hệ giữa anh ta và Dương Quan Quan tuy cũng không tệ lắm. Nhưng Dương Phỉ Phỉ đã tìm đến anh ta, lấy thành tích 2 tỷ làm mồi nhử để anh ta giúp mình việc này. Thật đáng tiếc, Tôn Học Văn cúp điện thoại, không khỏi khẽ chép miệng. Nghĩ đến đêm nay Dương Quan Quan sẽ bị một đống đàn ông chà đạp, anh ta cảm thấy có chút tiếc. Ai bảo số cô lại không tốt như vậy cơ chứ? Nếu như cô không có ân oán gì với nhà họ Dương ở Ma Đô, biết đâu giữa chúng ta còn có chút duyên phận. Tôn Học Văn cười cười. Sau đó ném chuyện này ra sau đầu. Tề Đẳng Nhàn không nhàn rỗi ở công ty mà đi quanh nhìn hiện trường phá bỏ di rời. Người ở đó vẫn không muốn chuyển đi, nếu chỉ có nhân viên công tác đi từng nhà hòa giải như vậy thì thật không thể nào tránh khỏi xảy ra ẩu đả. Thôi, trực tiếp đến võ quán của Lý Gia Quyền một chuyến đi. Tề Đẳng Nhàn suy nghĩ một hồi, quyết định đi thẳng đến võ quán của Lý Gia Quyền ở thành phố Trung Hải. Võ quán của Lý Gia Quyền luôn nằm ở một vị trí gần trung tâm thành phố, được trang trí theo phong cách cổ xưa và trước cửa treo tấm biển lớn Lý Gia Quyền. Bên dưới tấm biển còn có một giấy chứng nhận ghi là di sản văn hóa phi vật thể của tỉnh Đông Hải. Không thể không nói rằng danh tiếng của Lý Gia Quyền ở tỉnh Đông Hải vốn đã rất lớn mà mấy năm nay lại càng phát triển rực rỡ hơn, thậm chí gần đây đã mở được vài hội quán ở bên nước ngoài. Điều này đóng góp cho tỉnh Đông Hải không ít. Cũng khiến cho các quan chức tỉnh luôn sẵn sàng trong việc cung cấp vài chính sách hỗ trợ. Hả, Bộ trưởng Tề, anh làm gì ở đây? Tề Đẳng Nhàn vừa bước vào hội quán của Lý Gia Quyền đã bị người quen gọi tên. Tề Đẳng Nhàn quay đầu lại, thấy là Tiểu Lôi ở phòng an ninh liền gật đầu, hỏi, sao cậu lại ở chỗ này? Tiểu Lôi, gần đây tôi đi dạy thêm, lại muốn học một chút Lý Gia Quyền cho nên khi rảnh rỗi sẽ ở đây huấn luyện mọi người. Tề Đẳng Nhàn a một tiếng. Nói, là chuyện tốt đấy, biết học hỏi và luyện tập rất đáng để tuyên dương. Tiểu Lôi hỏi, Bộ trưởng Tề, anh cũng tới học quyền hả? Không, tôi tới phá võ quán. Tề Đẳng Nhàn nghiêm túc nói. Hả, Bộ trưởng Tề, anh đừng làm thế.
Tôi nghe người trong quyền quán nói hôm nay có nhân vật lớn từ đế đô tới đây, trưởng quản lý gia quyền đang ở bên trong tiếp khách. Sau khi Tiểu Lôi nghe hắn nói như vậy, sắc mặt cậu ta nhanh chóng thay đổi. Nhân vật lớn, ông lớn nào thế? Tề Đẳng Nhàn tò mò hỏi. Không biết, là một ông lão, tôi có nghe người ta gọi ông ta là phó lão. Tiểu Lôi thấp giọng nói. Tề Đẳng Nhàn gật đầu, hóa ra là phó Phong Vân, hắn cũng không thèm để ý nữa. Nói, vậy thì vừa đúng lúc phá võ quán này để cho vị nhân vật lớn kia nhìn ra bộ mặt xấu xí của võ quán bọn họ, để xem hư danh là như thế nào. Tiểu Lôi đổ mồ hôi lạnh, bộ trưởng Tề, anh thật sự muốn phá võ quán sao? Cao thủ dưới trướng Lý Gia Quyền cũng không ít, nếu anh bị đánh chết. Tề Đẳng Nhàn cười ha hả, sắc mặt đột nhiên trở nên nghiêm túc, dồn lực đá chân về phía trước. Hắn vận sức dồn vào chân. Mỗi một cước đá ra đều tựa như phát động đại pháo khiến cả võ quán rung chuyển. Ầm, ầm, ầm. Tề Đẳng Nhàn giống như mãnh thú sắt thép hình người đi về phía trước, mỗi một bước đều chấn động như núi lay. Phá võ quán, Tề Đẳng Nhàn lạnh lùng quát một tiếng, thanh âm rung động tựa như hồng trung đại lữ nổ vang, khiến màng nhĩ một số người ong ong suýt nữa thì điếc. Tề Đẳng Nhàn náo loạn một trận như vậy, đương nhiên khiến người trong võ đường hoảng hốt chạy thành một đám về phía này. Lại có người đến phá võ quán, một năm không biết có bao nhiêu tên vì muốn nổi danh mà dẫm lên võ quán Lý Gia. Hừ, những kẻ ngốc này cả ngày chỉ biết phá võ quán Lý Gia để nổi danh, không nhớ đến kết cục ai cũng bị đánh thành chó chết sao. Hôm nay trưởng quản của chúng ta ở bên trong chiêu đãi khách quý, nếu ầm ĩ đến tai ngài sẽ bị đánh ra thành bã. Một đám đệ tử mặc võ phục đi ra, nhìn thấy Tề Đẳng Nhàn gây ồn ào thì không khỏi cười nhạt, cảm thấy hắn đang tự tìm đường chết. Tiểu Lôi vội vàng tránh xa chỗ của Tề Đẳng Nhàn tránh để bị vạ lây, cậu ta cùng lắm chỉ muốn tới đây học quyền, nhỡ đâu bị hiểu lầm, quyền học không được mà ngược lại còn bị đánh một trận thì quả thật không ổn. Lý Thiên Lạc cũng từ trong võ quán đi ra, sau khi nhìn thấy Tề Đẳng Nhàn thì sắc mặt liền biến đổi, trầm giọng nói, họ Tề kia, cậu tới tìm chết. Tề Đẳng Nhàn một chân dẫm dầm xuống dưới, ván gỗ dưới mặt đất nổ tung, quay đầu nhìn lại, những thấy nơi hắn đã đi qua đều đã lưu lại một chuỗi dấu chân thật dài. Chứng kiến một màn này làm cho một số người không nhịn được hít sâu một hơi, đây là loại quái vật gì vậy? Đi đường thôi mà cũng có thể tạo ra sức lực cùng âm thanh lớn như vậy. Lý Thiên Lạc anh cố ý gây chuyện trên đất di rời của công ty chúng tôi, anh cho rằng tôi không biết sao. Hôm nay nếu anh không đề xuất ra một giải pháp làm cho tôi hài lòng, tấm biển Lý Gia Quyền của mấy người không cần treo nữa. Tề Đẳng Nhàn khoanh tay đứng vững, lạnh lùng nhìn Lý Thiên Lạc. Hắn là một tên không sợ trời không sợ đất, Lý Thiên Lạc lại dám gây chuyện ở trên địa bàn của hắn thì Lý nào có thể để im cho Lý Gia Quyền tiếp tục mở võ quán trong sóng yên biển lặng được cơ chứ. Mặt Lý Thiên Lạc trầm lại nói, tôi khuyên cậu nên để khi khác, đừng gấp gáp muốn chết như vậy. Hôm nay có khách quý tới, chúng tôi không thèm tiếp loại như người, đồ vô dụng. Cũng được thôi, để tôi tháo tấm biển này xuống, rồi chờ khi mấy người có thời gian tìm đến chỗ tôi là được rồi. Tề Đẳng Nhàn cười lạnh một tiếng, lại dậm chân một cước. Tấm biển treo trên vách tường bị chấn động hai cái, suýt nữa bị một cước này làm cho rơi xuống đất. Sức mạnh này cũng quá lớn rồi. Hắn đi đường mà như có dùng pháo quyền ở phía sau. Mỗi một bước đi đều có cảm giác núi lở đất nứt, thật sự có chút bản lĩnh đấy. Không thể khinh thường người trẻ tuổi này đâu, ít nhất phải mời ra hai vị cao thủ là chú Hai Lý và chú Ba Lý mới có thể đối phó được hắn. Vài cao thủ có mắt nhìn trông thấy một màn này, sắc mặt trầm xuống, dần trở nên nghiêm túc. Lý Thiên Lạc nghe được những lời kiêu ngạo mà Tề Đẳng Nhàn đã nói thì không khỏi giận dữ, lá gan lớn đấy, muốn tháo tấm biển Lý Gia Quyền của chúng ta xuống sao? Xem ra là cậu chán sống rồi. Để tôi xem cậu có bản lĩnh gì. Một cao thủ của võ quán Lý Gia bỗng nhiên nhảy ra, giống to về phía hắn, há miệng phun ra một ngụm khí tức, giơ tay một quyền đâm nhắm vào mi tâm của Tề Đẳng Nhàn. Chỉ trong nháy mắt một quyền đã đánh tới. Hơi thở này ngưng tụ thành một đường, chỉ cần đứng ở trước mặt thôi cảm thấy đau đớn rồi. Quyền vừa đánh ra, chân anh ta cũng nhấc lên, đạp mạnh vào đầu gối Tề Đẳng Nhàn. Vừa xuất chiêu mà đã ra cả liên hoàn sát chiêu của Lý Gia Quyền, ngụm khí tức ban nãy và chiêu đánh vào mi tâm chẳng qua chỉ là chiêu thức đánh lừa mà thôi, thứ lợi hại nằm ở cước sau cùng này. Tề Đẳng Nhàn đứng tại chỗ, không lùi cũng không né,
trên tay là nâng người trưởng dán vào giữa thân thể rồi kéo lên, chân phải dựng thẳng đạp về phía bàn chân của đối phương. Bụp, bụp, hai tiếng, lòng bàn tay tách khỏi quyền, bàn chân áp bàn chân tại cùng một chỗ. Trong lúc va chạm, sắc mặt tên cao thủ dưới trướng Lý Gia Quyền cũng thay đổi, anh ta không dám đón đỡ mà chỉ đành mượn lực để lùi cả người ra đằng sau, bay lên không trung bay sau đó lật người lại. Khi tiếp đất vẫn không ổn định, đứng không vững mà lùi liên tiếp 4 bước sau đó thẳng mông ngã xuống đất. Đến lượt tôi. Một cao thủ khác cảm thấy tình hình không ổn liền lập tức nhảy ra, muốn dùng phương thức chiến đấu bánh xe khiến Tề Đẳng Nhàn mất sức. Vừa kịp lúc, Tề Đẳng Nhàn vừa mới đánh lui một tên cao thủ, ý chí chiến đấu trong lòng cũng phấn chấn không thôi, không chút do dự xoay người một cái, chân dẫm theo hình bát quái, vèo vèo vài tiếng liền bay tới trước mặt tên cao thủ này, chủ động ra đòn. Chỉ tựa nháy mắt, hắn đã bay đến bên phải tên cao thủ này, giơ tay lên đao trưởng một cái, chạy tới xương sườn liền cắt qua. Bát quái trưởng thoát đao vi trưởng, công kích bên hông vô cùng lợi hại, một khi bị cắt chúng đều sẽ bị nội thương không nhẹ. Huống hồ Tề Đẳng Nhàn này là một thanh niên có thể lực cường tráng, tên cao thủ này cũng biết rõ lợi hại mà nhanh chóng huy động gân cốt, chân đạp liên tục né khỏi trưởng đao của Tề Đẳng Nhàn, dùng sức lật ngược Tề Đẳng Nhàn lại, giơ tay lên một quyền, hướng về phía xương đuôi của hắn mà đánh xuống. Lần biến chiêu này nhanh như chớp, tràn ngập vui sướng. Giỏi lắm! Các đệ tử của Lý Gia Quyền đứng vây xem nhìn không được vỗ tay khen ngợi. Cao thủ trong Lý Gia Quyền xuống tay không hề lưu tình, Tề Đẳng Nhàn tới phá võ quán nên đương nhiên sẽ dùng toàn lực để ứng phó. Một quyền này nếu rơi xuống xương cùng của Tề Đẳng Nhàn thì có thể trực tiếp đánh cho Tề Đẳng Nhàn thành một tên tàn phế. Cảm nhận được kình phong từ đằng sau đánh úp lại, Tề Đẳng Nhàn bước chân lên phía trước giò đường, tựa như một cái lò xò, cả người bật một cái né ra ngoài tránh được một quyền này. Sau đó hắn đột nhiên phanh gấp, cả người đột nhiên quay ngược lại, cột sống run lên vang ra âm thanh bùm bùm như pháo trúc nổ mạnh, phản ứng dữ dội. Tốc độ đánh lên này so với tốc độ lúc trước hắn né đòn còn nhanh hơn. Tên cao thủ này lắp bắp kinh hãi, hiển nhiên là không nghĩ tới công lực của Tề Đẳng Nhàn lại thâm sâu như vậy, chỉ thấy trước mắt hoa lên một cái, người cũng đã di chuyển tới trước mặt. Tề Đẳng Nhàn ra tay nhanh như chớp, bước chân đang quay xung quanh tên cao thủ này đạp một cước, tay phải nhấc lên trực tiếp đấm xuống một quyền ở trên mặt. Tên này không nghĩ tới thế công của Tề Đẳng Nhàn hung mãnh như vậy, tức khắc cảm giác được một loại áp lực rất lớn đè xuống, bị áp đảo tới nỗi liên tục lui về sau. Tề Đẳng Nhàn đuổi theo liên tục, đột nhiên tay trái hạ xuống, không hề có tiếng động đánh ra phía trước. Bang! Một tiếng giòn tan vang lên, bụng tên cao thủ này trúng chiêu, hừ cũng không kịp hừ ra tiếng mà mềm như bông ngã xuống mặt đất hôn mê bất tỉnh. Sau khi Tề Đẳng Nhàn đánh bại người này thì lui lại nửa bước, lạnh lùng hỏi, còn ai muốn tới khiêu chiến tôi không? Rõ ràng là hắn tới phá võ quán nhà người ta nhưng lời nói ra lại là hỏi xem còn người nào dám tới khiêu chiến với hắn hay không? Lý Thiên Lạc tức tới mức mặt xanh mét lại, công lực của Tề Đẳng Nhàn anh ta đã lĩnh giáo qua, hai người chú hai Lý và chú ba Lý cũng đều lần lượt từng giao thủ với hắn, chẳng qua đều không ngoại lệ bại trận. Lần này hai vị cao thủ liên tiếp ra tay. Tề Đẳng Nhàn tuy rằng hấp tấp ứng đối nhưng vẫn nhẹ nhàng đánh bại hai người này, khiến cho Lý Gia Quyền ít nhiều gì cũng mất mặt không kém. Người trẻ tuổi quá cuồng vọng cũng không phải là chuyện gì tốt đâu. Chú ba Lý đi ra ngay lúc này. Chỉ là bại tướng mà cũng dám nói sao. Tề Đẳng Nhàn thấy là chú ba Lý đi tới thì hơi nở nụ cười. Lời này vừa ra khiến mặt già của chú ba Lý đỏ lên, không có biện pháp, ông ta thật sự bị thua ở trong tay Tề Đẳng Nhàn mà. Tiểu Lôi ở một bên đứng xem thì trợn mắt há mồm, hóa ra Tề Đẳng Nhàn lợi hại như vậy, thậm chí còn đánh bại cả cao thủ như chú ba Lý. Nhưng cao thủ trong Lý Gia Quyền nhiều như mây, công lực của chú hai Lý so với chú ba Lý còn cao hơn, huống gì vẫn còn một hội trưởng là Lý Đại Tiên Sinh. Trong lòng Tiểu Lôi thầm nghĩ, kế tiếp chỉ sợ rằng trưởng phòng Tề sẽ không dễ dàng gì. Chú hai Lý xuất hiện, đồng dạng mặt cũng trầm xuống, lạnh lùng nói, họ Tề kia. Lý Gia Quyền chúng ta hôm nay chiêu đãi khách quý, cậu xác định muốn tự tìm đường chết sao? Tề Đẳng Nhàn lắc đầu nói, tôi không muốn nói chuyện với bại tướng dưới tay, đổi một cao thủ khác có thể vừa mắt tôi ra đây trước đã. Lời này vừa ra khiến mọi người đều ồ lên. Chú ba Lý thua ở trong tay Tề Đẳng Nhàn, vậy mà chú hai Lý cũng thua ở trong tay hắn luôn sao? Được, đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ,
người trẻ tuổi ngông cuồng giống như cậu phải nên chịu dạy dỗ lại cho thật tốt. Chú hai Lý lạnh giọng nói. Tôi đi mời anh cả. Chú ba Lý cũng lạnh lùng, trầm giọng nói. Trên mặt Lý Thiên Lạc treo nụ cười lạnh, lão cha mình chính là người cầm quyền giữa các cao thủ ở Lý gia, cũng là cao thủ đệ nhất trong Lý gia quyền, có ông ta ra tay cũng nắm chắc hơn. Không nghĩ tới ngay cả nhị sư thúc và tam sư thúc đều thua ở trong tay tên nhãi này, nhưng chờ khi sư phụ tới thì khó mà nói trước được. Sư phụ là cao thủ số một trong Lý gia quyền chúng ta, thanh danh vang vọng tứ phương, nếu để ông ấy ra tay thì liệu có đánh chết người hay không? Sư phụ sẽ hạ thủ lưu tình, cái loại tôm tép nhãi nhép như tên này ở trước mặt sư phụ cùng lắm cũng chỉ trụ được 5 chiêu. 5 chiêu, anh đề cao hắn quá rồi đó, đúng là tầm thường, chỉ sợ sau khi nhìn thấy sư phụ rồi thì ngay cả dũng khí ra tay cũng không có. Người cầm đầu Lý gia quyền Lý Trường Hồng thành danh từ thời niên thiếu. Phát dương quang đại Lý gia quyền đến mức có thể được xưng là nhân vật tông sư. Nếu không thì Phó Phong Vân cũng sẽ không tới bái phỏng Lý gia quyền làm gì. Không cần mời, ta tới rồi. Một đạo thanh âm trung khí 10 phần truyền tới, mọi người sôi nổi quay đầu nhìn lại. Lý Trường Hồng mặc một thân trang phục thời đường màu trắng, chân đi giày vải màu đen, dáng người gầy nhưng rắn chắc, hơi thở hữu lực, nhìn chung lại có một loại cảm giác uy nghiêm không thể bỏ qua. Ha ha ha, thật không thể ngờ được, có người dám tới Lý gia quyền phá nhà sao? Xem ra hôm nay tôi tới đúng lúc rồi, vừa lúc có thể xem Lý gia quyền lợi hại tới mức nào. Một đạo thanh âm theo đó vang lên, Phó Phong Vân cũng đi ra. Lý Trường Hồng quay đầu chắp tay nói, Phó lão khách khí rồi, đây chẳng qua chỉ là nhờ người ngoài nâng đỡ cả, một cái hư danh mà thôi. Nói xong lời này, Lý Trường Hồng đi vào trong bàn. Anh cả. Chú hai Lý và chú ba Lý nhìn thấy ông ta thì đều lập tức ôm quyền khom lưng. Sư phụ, các đệ tử cũng sôi nổi ôm quyền khom lưng, thanh âm chỉnh tề vang vọng một mảnh, cực kỳ chấn động. Lý Thiên Lạc hành lễ với Lý Trường Hồng, sau đó nói cha, chính là người này, liên tục nhục nhã Lý gia quyền chúng ta còn chưa nói, hắn thậm chí còn tới phá nhà, mời ngài giáo huấn lại hắn một chút thật tốt. Lý Trường Hồng chuyển mắt nhìn về phía Tề Đẳng Nhàn, hai mắt như điện. Nếu người thường mà chạm phải ánh mắt của ông ta thì đều sẽ cảm giác được đau đớn. Phó Phong Vân cũng nhìn về phía người phá nhà, thấy là Tề Đẳng Nhàn thì hung hăng sửng sốt. Đây không phải là nhị đương gia sao? Cậu có ân oán gì với Lý gia quyền hả? Chạy tới đây phá nhà người ta thế? Phó Phong Vân ngẩn người hỏi. Người của Lý gia quyền không muốn để tôi làm ăn phát triển lợi nhuận, tôi đương nhiên cũng muốn để cho võ quán nhà bọn họ không làm ăn được nữa thì thôi. Tề Đẳng Nhàn cười nhạt nói với Phó Phong Vân. Lý Thiên Lạc cười lạnh nói, rõ ràng là do các người bồi thường không đúng chỗ, trái lại còn đi trách người của Lý gia quyền chúng tôi, thật là buồn cười. Tề Đẳng Nhàn kinh ngạc nói, ơ kìa, tôi còn chưa nói là chuyện gì đâu, sao anh đã biết rồi? Lúc này Lý Thiên Lạc mới nhận ra bản thân ngôn nhiều tất thất thì sửng sốt, sắc mặt cũng trầm xuống. Lý Trường Hồng cũng bất mãn liếc Lý Thiên Lạc một cái. Ông ta chỉ nghĩ để cho Lý Thiên Lạc theo mình học võ thật tốt, nhưng Lý Thiên Lạc cả ngày toàn nghĩ đến việc khác khiến ông ta vẫn luôn rất bất đắc dĩ. Phó Phong Vân nhíu nhíu mày, ông ta vẫn còn muốn dựa vào Tề Đẳng Nhàn để đối phó với Vladimir đấy, nếu Tề Đẳng Nhàn bị thương trong lúc tranh đấu với Lý Trường Hồng thì ông ta sẽ mất nhiều hơn được. Trưởng quản lý, nhị đương gia, cho tôi mặt mũi một tí, sự việc đến đây là được rồi. Phó Phong Vân nói. Hai hổ tranh chấp tất có một thương, thậm chí là có khả năng lưỡng bại câu thương. Khoảng thời gian gần đây đang có Phong Vân tế hội, tôi không muốn hai người vì một việc nhỏ như này mà tranh đấu dẫn đến bị thương. Lời Phó Phong Vân nói khiến Lý Trường Hồng nhíu mày. Nếu là người khác thì khẳng định ông ta sẽ không nể mặt mũi gì cả, nhưng người nói chuyện lại là Phó Phong Vân, người có được huân chương vinh dự cao cấp nhất của Hoa Quốc. Tề Đẳng Nhàn nhún vai nói, tôi chẳng sao cả. Chỉ cần người của Lý gia quyền thành thành thật thật làm ăn võ quán của mình thật tốt, đừng tới gây chuyện phá rối làm hỏng sinh ý của tôi thì tôi đều có thể một điều nhịn chín điều lành. Lý Trường Hồng cũng thở dài nói, Phó lão cũng đã nói vậy rồi thì mặt mũi này Lý mỗ đương nhiên không thể hông cho. Phó Phong Vân thấy hai người đều nể tình mình thì trong lòng thở nhẹ ra một hơi. Bản lĩnh của Tề Đẳng Nhàn ông ta đã thấy qua, chỉ có thể nói là rất lợi hại. Bản lĩnh của Lý Trường Hồng tuy rằng ông ta chưa được tận mắt nhìn thấy nhưng tên tuổi người ta lớn như vậy, hiển nhiên cũng không đến nỗi kém lắm.
nếu hai người này vì một chút chuyện nhỏ mà tranh đấu với nhau là chuyện mà ông ta không muốn thấy nhất. Lý Thiên Lạc lại có chút khó chịu, lạnh lùng nhìn chằm chằm Tề Đẳng Nhàn, khinh thường nói, hay cho mày vận khí tốt, bằng không hôm nay nhất định khiến mày phải bỏ từ võ quán chúng tao ra ngoài. Tề Đẳng Nhàn căn bản không thèm để cái đồ tôm tép như anh vào mắt, khinh thường cười, lười phản ứng lại. Khiến cho Lý Thiên Lạc tức giận muốn chết, chính mình là truyền nhân chính tông của Lý Gia Quyền, vậy mà bị người ta khinh thường như vậy. Thật là tiếc nuối, không thể tận mắt nhìn thấy sư phụ tự mình ra tay, nếu không thì phỏng chừng tên nhãi tới phá nhà này nhất định sẽ bị nâng lên vất ra ngoài. Tới phá nhà Lý Gia Quyền chúng ta, ha ha, người ngoài đường ngang dọc nhiều như vậy, cũng không thiếu một tên là hắn. Vận cứt chó thì không có gì để nói. Nếu lần sau hắn còn dám tới thì xem sư phụ có phế cái đồ chó chết hắn luôn không. Các đệ tử của Lý Gia Quyền cũng đều khịt mũi khinh thường Tề Đẳng Nhàn, cảm thấy có người đứng ra ở giữa hòa giải là do hắn có vận khí tốt. Lý Trường Hồng cũng nói với Tề Đẳng Nhàn, hôm nay là ta nể mặt mũi của phó lão, không có lần sau nữa. Bảng hiệu của Lý Gia Quyền chúng ta không phải ai cũng có tư cách chỉ trích. Lý Trường Hồng nói chuyện trung khí 10 phần, hơn nữa tràn đầy tự tin. Ông ta là nhân vật giống như tông sư, tự nhiên nên có khí chất như vậy. Người của Lý Gia Quyền tốt nhất đừng có tiếp tục quấy rầy việc làm ăn của tôi, nếu không lần sau ai tới muốn nể tình đều sẽ không có chuyện tốt như vậy đâu. Tề Đẳng Nhàn tựa tiếu phi tiếu nói. Lý Trường Hồng híp hai mắt mình lại, nói, người trẻ tuổi không nên nói chuyện quá ngông cuồng như vậy, cẩn thận gió thoảng đầu lưỡi. Tề Đẳng Nhàn lắc lắc đầu nói, công phu cũng không phải tu tiên. Ai sống lâu hơn thì người đó lợi hại. Chưa từng nghe qua đạo lý quyền cước sợ tuổi trẻ sao? Lý Trường Hồng cười lạnh nói, miệng lưỡi trơn tru. Phó Phong Vân thấy hai người lại có xu thế gây gổ tiếp, nếu cứ để mặc kệ như vậy thì chỉ sợ sẽ động thủ thật sự, lập tức vẫy vẫy tay chủ động đứng ra. Được rồi, nếu hai vị đã cho tôi mặt mũi lớn như vậy thì bớt tranh cãi lại một tí đi. Phó Phong Vân nói, trưởng quản lý, ông cũng nên xử lý chuyện này một chút. Đừng để môn hạ đệ tử của mình tiếp tục quấy rối Tề tiên sinh nữa. Tề tiên sinh cậu cũng bất giận, chuyện này trưởng quản lý nhất định sẽ giải quyết giúp cậu. Tề Đẳng Nhàn tùy ý gật đầu, một khi đã như vậy thì tôi cũng chẳng nhiều lời thêm làm gì. Thân sắc của Lý Trường Hồng lãnh đạm, nếu không phải hôm nay có Phó Phong Vân ở đây thì ông ta sẽ không tiếc cho người thanh niên này biết chỗ lợi hại của quyền pháp Lý gia. Nhưng mà Sơn Thủy Luân chuyển, luôn luôn sẽ có thời điểm tương phùng. Không thể tận mắt nhìn thấy Lý Trường Hồng ra tay khiến mọi người có chút tiếc nuối, đây dù sao cũng là nhân vật cấp tông sư, công lực tất nhiên là phải rất cao. Tề Đẳng Nhàn cũng không kém cạnh, có thể đánh bại hai người chú hai Lý và chú ba Lý, hơn nữa còn đánh bại hai cao thủ trong võ quán nhà người ta, hiển nhiên bản lĩnh cũng không yếu. Phó Phong Vân cáo từ Lý Trường Hồng, sau đó dẫn theo Tề Đẳng Nhàn rời khỏi Lý Gia Quyền. Phó Lão, cũng may ông xuất hiện kịp thời. Nếu không hôm nay Lý Trường Hồng nhất định phải quỳ xuống gọi tôi một tiếng cha mới thôi. Tề Đẳng Nhàn bình đạm nói. Phó Phong Vân dở khóc dở cười nói, Tề tiên sinh, việc cấp bách hiện giờ là đối phó với Vladimir, không cần phải phân tâm đối ngoại như vậy, nếu vì những việc đó mà bị thương thì không tốt lắm. Tề Đẳng Nhàn cười nhạo nói, chỉ dựa vào anh ta thì chưa đủ. Ngay cả Lý Trường Hồng này cao nhất cũng chỉ là trình độ hóa kính. Trừ khi anh ta luyện tới đan kính thì mới có khả năng tạo thành uy hiếp đối với tôi. Trong võ học, trước có kỳ cương kính, sau luyện ám kình, khi năng lượng xâm nhập vào xương tủy sẽ chuyển hóa, chỉ khi giữ khí huyết trong đan điền thì mới có đan nguyên, bước cuối cùng chính là phá vỡ hư không, thấy thần không tệ. Cái hư không này không phải là không trung, cũng không phải phá không phi thăng trong tiên hiệp mà là thuật ngữ trong Phật gia, ý là tất cả những sự vật đều là hư vọng. Phá vỡ hư không. Thấy thần không tệ tức là phá vỡ hư vọng, chiếu thấy bản thân trong cơ thể chân thần, có thành tựu không tệ. Hàn huyên vào câu với Phó Phong Vân xong, Tề Đẳng Nhàn nhìn lại thời gian rồi tạm biệt rời đi. Phó Phong Vân nhìn bóng dáng Tề Đẳng Nhàn rời đi thì thở dài nói, kim lân hóa rồng mà. Ân oán oán mười mấy năm trước kia phỏng chừng cũng sẽ sớm lật lại thôi. Cũng không thể không nói những người đó làm việc quá mức nóng nảy. Nhưng mọi người lại bảo là do bọn họ không còn cách nào nữa. Con cháu Tề gia trưởng thành tới tình trạng này, tương lai nhất định sẽ không buông tha quá khứ dễ dàng như vậy. Nói xong lời này, ông ta lắc lắc đầu lên xe. Ông ta biết rất rõ,
Một khi Tề Đẳng Nhàn trở về đế đô thì tất sẽ có sóng to gió lớn. Giờ này đang là thời gian tan tầm, Dương Quan Quan mời Tôn Học Văn đi ăn cơm. Cô ta không có quá nhiều cảnh giác với Tôn Học Văn, cuối cùng là chủ quan nhận định Tôn Học Văn chính là đại lão đã giúp đỡ cô ta 500 vạn kia. Dương Quan Quan, không phải tôi có lỗi với cô mà do cô không biết thức thời chọc phải người không nên dây vào. Trong lòng Tôn Học Văn thầm nghĩ. Ngoài mặt anh ta cười sán lạn, trong lòng lại nghĩ đến việc xấu xa. Thừa dịp Dương Quan Quan không chú ý, Tôn Học Văn thả một viên thuốc hòa tan xuống lý rượu vang đỏ của cô ta, thuốc vừa gặp nước đã hòa tan, không có cách nào phát hiện được. Cảm ơn anh Học Văn giúp tôi giật dây bắc cầu đạt thành sinh ý 3.000 vạn, cũng cảm ơn anh thông qua hợp đồng cho vay của công ty chúng tôi, càng cảm ơn anh bỏ ra 500 vạn trong phòng Livestream giúp tôi xả giận. Dương Quan Quan bưng ly rượu nói cảm ơn với Tôn Học Văn. Đều là việc nhỏ mà thôi, nào, tôi cạn trước, cô cứ tùy ý. Tôn Học Văn giơ ly rượu lên, cười nói. Anh ta uống một hơi cạn sạch, Dương Quan Quan tự nhiên không uống không được, một hơi uống sạch rượu vang đỏ trong ly, lúc uống cũng không phát hiện ra có cái gì không thích hợp hay không. Qua 2 phút sau, Dương Quan Quan mới cảm thấy có chút không ổn, cả người khô nóng khó chịu, hơn nữa đầu váng mắt hoa, cô ta thắc mắc từ khi nào mà tử lượng của bản thân lại trở nên kém đi nhiều như vậy. Tôn Học Văn hỏi, cô có ổn không? Dương Quan Quan lắc đầu nói, không ổn lắm, cảm giác có chút không thích hợp. Tôn Học Văn a một tiếng, tự tiếu phi tiếu nói, nếu không tôi dìu cô tới khách sạn nghỉ một chút. Dương Quan Quan đỡ mặt bàn đứng dậy, vừa mới đứng thì chân đã mềm nhũn bẹp một tiếng ngồi trở về ghế, lúc này mới hơi tỉnh một chút, hoảng sợ nói, anh đã thả cái gì vào trong rượu của tôi. Cô ta từ nhỏ đã chịu qua rất nhiều các loại bắt nạt ở Dương gia, loại chuyện như bỏ thuốc này cực kỳ phổ biến. Có rất nhiều lần suýt chút nữa bị người ta độc chết, hiện giờ lập tức ý thức được là mình bị Tôn Học Văn bỏ thuốc. Tôn Học Văn bình tĩnh nói, chỉ là chút thuốc khiến cô ý thức mơ hồ mà thôi, không cần phải lo lắng quá. Anh, Dương Quan Quan cảm giác đầu lưỡi có chút líu lại. Quan Quan à, cái này không trách tôi được, chỉ có thể trách cô đắc tội người không nên đắc tội. Nhân vật như cô Dương là người mà cô có thể đắc tội nổi sao? Tôn Học Văn nói, anh. Không phải anh tiêu cho tôi 500 vạn sao? Vì cái gì mà? Dương Quan Quan hoảng sợ vạn phần hỏi. Đừng nói là 500 vạn, vì chỗ tốt mà cô Dương cho, lại thêm 500 vạn cũng không thành vấn đề. Tôn Học Văn nhún vai nói. Lúc đang nói chuyện, cửa đột nhiên bị mở ra, theo sau là mấy người đàn ông lôi thôi vạm vỡ đi vào. Cô Dương để chúng ta tới làm việc chính là cô ta đúng không? Nha, còn khá xinh đẹp, ngực to chân dài mặt đẹp. Không lỗ. Là rất không tệ, lần này là tôi tới trước, các anh theo sau được không? Đương nhiên phải là mọi người chơi chung một chỗ mới thích, muốn ăn một mình. Đùa cái gì vậy chứ? Mấy người đàn ông hi hi ha ha cười đùa khiến Dương Quan Quan sợ tới mức cả người run lên, nhưng cố tình thân thể không có chút sức lực nào, muốn chạy cũng chạy không nổi. Cô ta nhớ tới lúc trước Tề Đẳng Nhàn có nói mấy lời với mình, quả thực là biết vậy chẳng làm. Hận không thể trở về quá khứ hung hăng tát cho mình một cái thật mạnh. Tôn Học Văn, quả nhiên anh không phải là người có tâm địa tốt, Dương Phỉ Phỉ cho anh chỗ tốt gì? Dương Quan Quan kinh giận đan xen hỏi, trong nội tâm đã tràn đầy tuyệt vọng. Tôn Học Văn cứ nhìn Dương Quan Quan như vậy, không biết còn lôi từ đâu ra một cái camera chậm rãi sắp xếp, điều chỉnh góc độ. Cô Dương đồng ý lấy danh nghĩa Dương gia ở Thượng Hải vay ngân hàng chúng tôi 2 tỷ, cô nói xem có đủ hay không? Tôn Học Văn hỏi. Nói xong lời này thì anh ta đã điều chỉnh tốt camera, nâng tay với mấy tên đàn ông nói, được rồi, mấy người có thể bắt đầu biểu diễn rồi. Hậu kỳ sẽ để người ta làm mờ mặt của mấy người đi, không cần phải sợ sẽ lộ mặt. Các người muốn chơi như thế nào thì chơi đi. Mấy tên đàn ông ăn mặc lôi thôi hưng phấn đầy mặt, đại mỹ nhân giống như Dương Quan Quan này nói không chừng cả đời bọn họ cũng chưa từng có cơ hội chạm được một đầu ngón tay của người ta. Dương Quan Quan giận dữ hét, Tôn Học Văn tên xúc sinh nhà anh, tôi có thành quỷ cũng sẽ không tha cho anh. Tôn Học Văn lại chẳng sao cả nhún vai một cái, bắt đầu đi. Mấy người đàn ông đáng khinh đầy mặt tươi cười đi về phía Dương Quan Quan. Dương Quan Quan hoảng sợ muốn chết, muốn phản kháng chạy trốn nhưng thuốc đã phát huy tác dụng lan ra toàn thân, không có cách nào nhúc nhích được. Cả đời của mình sẽ phải bị hủy hoại ở trong tay tên xúc sinh Tôn Học Văn này sao? Thật xuất sắc làm sao?
cửa đột nhiên bị mở ra, một tràng vỗ tay nhiệt liệt truyền tới, Tề Đẳng Nhàn dựa vào khung cửa hài hước đầy mặt vỗ vỗ tay. Hắn xuất hiện khiến mọi người đều hoảng sợ, mấy người đàn ông vừa rồi chuẩn bị động thủ còn hai mặt kinh hoàng nhìn nhau. Tôn Học Văn nhìn thấy là hắn thì sắc mặt trầm xuống, không nghĩ tới tính cảnh giác của người này cao như vậy, thế mà lại theo tới nhà hàng. Tề Tổng, cứu tôi với! Dương Quan Quan kinh hô. Cứu cô, dựa vào cái gì mà tôi phải cứu cô? Không phải lúc trước tôi nhắc nhở cô là anh ta không có ý tốt rồi sao, là do chính cô không tin. Tề Đẳng Nhàn cười cười nói. Dương Quan Quan kinh hoàng thất thố nói, tôi sai rồi, tôi thật sự biết sai rồi, về sau tôi nhất định sẽ nghe lời anh nói, cầu xin anh cứu tôi. Tề Đẳng Nhàn nói, tôi không nghĩ sẽ cứu cô. Tôn Học Văn lạnh lùng nói, thức thời thì nhanh chóng cút đi, nếu không khoản vay kia cậu đừng nghĩ tới nữa, hơn nữa cậu còn cũng sẽ phải chết ở chỗ này. Dương Quan Quan gấp đến mức sắp khóc lên, cô ta hiện giờ rất hối hận vì đã không nghe lời khuyên của Tề Đẳng Nhàn, nhưng nếu Tề Đẳng Nhàn thật sự không muốn cứu cô ta thì cô ta đã hoàn toàn hết hy vọng. Tôi không muốn cứu cô là vì cô không nghe tôi nói, nhưng cái này cũng không trở ngại việc tôi giáo huấn người xấu. Tề Đẳng Nhàn nhếch miệng cười bước vào phòng, đóng cửa lại. Thấy Tề Đẳng Nhàn chủ động đi vào, hơn nữa còn canh giữ đóng cửa lại thì trong mắt mấy tên đàn ông kia đều lộ ra một tia tàn nhẫn. Tên nhãi kia, chính mày không biết thức thời đưa dê vào miệng cọp, vậy cũng đừng trách mấy ông đây tàn nhẫn độc ác. Có người cười dữ tợn nói. Tề Đẳng Nhàn như đi dạo ở sân vắng sau nhà tiến lên phía trước, hai tên đàn ông lập tức xông lên muốn đánh bại hắn, kết quả có thể nghĩ, hai người thậm chí còn chưa kịp nhìn rõ xem hắn động thủ như thế nào thì chính mình đã ngã xuống trước. Mấy người khác thấy hắn lợi hại như vậy cũng đều cầm theo vũ khí lên động thủ, nhưng vẫn như cũ không làm nên được chuyện gì. Chỉ trong nháy mắt, mấy tên đàn ông xấu Dương Phỉ Phỉ tìm tới đã ngã toàn bộ xuống đất. Tôn Học Văn kinh hoàng thất thố lùi về sau hai bước, cảnh cáo nói, Tề Đẳng Nhàn, tôi nói cho cậu biết, nếu cậu dám động đến tôi thì 200 triệu cho vay kia công ty các người nghĩ cũng đừng nghĩ nữa. Hơn nữa, chỉ cần động vào tôi thì toàn bộ Trung Hải này sẽ không có bất luận ngân hàng nào khác dám cho các người vay nữa. Nếu không tin lời tôi thì cậu có thể tự mình thử xem. Tề Đẳng Nhàn xoa xoa đầu mình, hỏi, phải vậy không? Tôi thật sự rất muốn biết xem anh lợi hại như thế nào đấy. Nói xong lời này, Tề Đẳng Nhàn giơ tay véo lỗ tai của Tôn Học Văn một cái. Tôn Học Văn đau tới mức thét chói tai, phất tay đập loạn xạ vào người hắn, nhưng tay vừa mới giơ lên được một nửa đã cảm giác được đầu bị một lực lượng nào đó ấn xuống. Phanh! Đầu của Tôn Học Văn bị Tề Đẳng Nhàn ấn dí chặt xuống mặt bàn. Hung hăng va chạm đến mức xương sống mũi cũng bị gãy. Tôn Học Văn còn chưa kịp nói ra lời tàn nhẫn thì Tề Đẳng Nhàn lại hung hăng nắm chặt lấy cánh tay của anh ta bẻ một cái. Răng rắc, khớp xương của một bên cánh tay bị vặn gãy. Cả người Tôn Học Văn trực tiếp nằm liệt trên mặt bàn, đau tới mức nước mắt từng giọt rơi xuống. Có sướng hay không? Tề Đẳng Nhàn chậm rãi hỏi. Sướng mẹ mày, mày có phải là có bệnh hay không? Tôn Học Văn kêu thảm thiết nói. Tề Đẳng Nhàn bĩu môi, nắm chặt một cánh tay khác của anh ta vặn một cái, không sai biệt lắm, cánh tay còn lại cũng trực tiếp bị vặn gãy. Nửa người trên của Tôn Học Văn trực tiếp ghé vào trên mặt bàn, hai cánh tay mềm mại vô lực buông thõng xuống dưới, cả người run rẩy liên tục, suýt chút nữa đau tới mức ngất đi. Dương Quan Quan xem tới mức phá lệ hả giận, chỉ cảm thấy loại đàn ông xấu xa như này nên hung hăng dạy dỗ. Ô ô! Tôn Học Văn không biết cố gắng khóc nấc lên. Tề Đẳng Nhàn ngần người hỏi, sao lại còn khóc nữa rồi? Không có tiền đồ như vậy, cũng quá mất mặt rồi. Nói xong lời này thì hắn không tiếp tục tra tấn Tôn Học Văn nữa, tạm thời tha cho anh ta. Vẫn may hôm nay tôi còn để lại tai mắt bên cạnh cô, cố ý lại đây nhìn một cái, nếu không thì hậu quả sẽ như thế nào đây? Tề Đẳng Nhàn quay đầu tựa tiếu phi tiếu nhìn Dương Quan Quan hỏi. Sắc mặt Dương Quan Quan nghẹn đến mức đỏ bừng, nói, là tôi sai rồi, nghe lời phê bình của anh. Tề Đẳng Nhàn nói, không còn việc gì khác thì tôi đi trước. Thấy Tề Đẳng Nhàn thật sự chuẩn bị mặc kệ chạy lấy người thì Dương Quan Quan trợn to mắt, vội vàng hô, từ từ, tôi bị anh ta bỏ thuốc, hiện tại không động đậy được, anh giúp tôi với. Tôi giúp cô còn chưa đủ nhiều sao, ở club giúp cô một lần, trên thương trường giúp cô một lần, trên đường cô về nhà lại giúp một lần. Hôm nay còn muốn giúp nữa. Tề Đẳng Nhàn khó chịu nói.
chấm 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 chấm, Dương Quan Quan không còn gì để nói. Tôi giúp cô như vậy mà có thấy cô cảm ơn gì tôi đâu. Hay vậy đi, lấy thân báo đáp thì sao, dù sao cô cũng đang bị bỏ thuốc. Tề Đẳng Nhàn cười tủm tỉm nói. Tề Tổng Anh đừng nói đùa nữa, tôi thật sự biết sai rồi. Vẻ mặt Dương Quan Quan như đưa đám nói, bị Tề Đẳng Nhàn trêu tới mức sắp khóc lên. Tề Đẳng Nhàn cười cười đi tới trước mặt cô ta, hơi đỡ cô ta lên một chút sau đó chặn ngang người, trực tiếp bế thuốc cô ta lên. Dương Quan Quan xấu hổ tới mức hừ khẽ một tiếng, đầu mềm như bông dựa vào lồng ngực hắn nói, phiền anh đưa tôi về nhà. Tề Đẳng Nhàn ôm cô ta đi ra ngoài, nói, như vậy cũng được, để cô ý thức được lòng người hiểm ác, về sau có mắt nhìn một chút. Dương Quan Quan không dám hó hé thêm câu nào. Trong quá trình ra ngoài, mọi người đều dùng ánh mắt tò mò nhìn hai người, dù sao thì Dương Quan Quan cũng bị Tề Đẳng Nhàn ôm cả người vào trong ngực. Tề Đẳng Nhàn đưa Dương Quan Quan tới ghế sau ném một cái, đóng cửa xe lái xe về nhà. Hô, nóng, nóng quá. Dương Quan Quan ngồi ở ghế sau không ngừng vặn vẹo thân thể của mình, thậm chí cởi hai cúc áo sơ mi của mình ra. Tề Đẳng Nhàn nhìn qua kính chiếu hậu thấy vậy thì cười nói, định dựa vào đây để khảo nghiệm lão cán bộ sao. Hắn vừa mới dựa vào Lý Vân Uyển biết được chút mùi vị là một người đàn ông chân chính nên khó tránh khỏi tâm viên ý mã. Nhưng lái xe vẫn rất ổn định, không hổ là tài xế giả lão luyện. Vừa tới nhà, hắn đã gấp không chờ nổi kéo Dương Quan Quan từ ghế sau ra, sau đó khiêng trên vai trực tiếp hướng lên lầu. Sau đó, hắn làm việc mà một người đàn ông nên làm. Mang người phụ nữ luôn mồm kêu nóng này trực tiếp ném vào bồn nước tắm thả đầy đá. Sau khi bị thả vào bồn nước tắm đầy đá thì Dương Quan Quan giật mình một cái, hơi tỉnh thần một chút. Sau đó, Dương Quan Quan thấy Tề Đẳng Nhàn đang nhìn chăm chú vào chính mình. Cô ta cúi đầu thì thấy áo sơ mi trắng sau khi ngâm nước lập tức trở nên bán trong suốt, quang cảnh bên trong nửa kín nửa hở mông lung hiện rõ. Cô ta đỏ mặt vòng tay ôm ngực của mình, lạnh đến mức run lên, Tề Tổng, cảm ơn anh. Tề Đẳng Nhàn thấy không còn gì hay để xem nữa thì cười cười, xoay người sang chỗ khác nói, việc nhỏ mà thôi, cô bình tĩnh lại trước một chút, tôi ra ngoài trước. Dương Quan Quan ở trong lòng thầm mắng một tiếng, đồ háo sắc. Chờ sau khi Tề Đẳng Nhàn ra khỏi nhà tắm rồi thì mới nhẹ nhàng thở ra một hơi. Ở trong nước lạnh một lúc lâu, khi mà Dương Quan Quan cảm giác được cỗ nhiệt khô nóng trong người dần dần biến mất thì mới ướt đẫm bò từ bồn tắm ra ngoài. Cũng may trong phòng tắm vẫn còn quần áo hôm qua mặc chưa kịp giặt, không cần phải ướt nhẹp chạy ra ngoài sau đó bị đồ háo sắc ngoài kia rình coi tìm quần áo trong nguy hiểm. Dương Quan Quan lau khô người, thay quần áo ngày hôm qua vào. Ra khỏi phòng tắm đã ngửi thấy mùi đồ ăn nóng, hóa ra là trong thời gian mình ngâm nước lạnh thì Tề Đẳng Nhàn lại ở trong nhà bếp tiện tay xào mấy món. Vì giúp cô thoát khỏi cảnh nguy hiểm mà cơm tôi cũng chưa được ăn. Tề Đẳng Nhàn ngồi ở trước bàn cơm nhàn nhạt nói. Ách, ngại quá, hôm nay đều là do tôi không nghe theo lời khuyên của anh. Tôi thật sự không nghĩ tới Tôn Học Văn sẽ là người như vậy. Hơn nữa anh ta vì tôi mà nhượng bộ hạ vốn gốc, tiêu 500 vạn cho tôi nữa. Dương Quan Quan xấu hổ nói, ngồi xuống đối diện với Tề Đẳng Nhàn, phát hiện cái tên này vẫn còn chưa chuẩn bị bát đũa cho mình thì cảm thấy đối phương cũng quá không có phong độ thân sĩ một chút. Tề Đẳng Nhàn cười nhạo một tiếng, hỏi cô vẫn còn cảm thấy là Tôn Học Văn cho cô 500 vạn đó sao? Dương Quan Quan ngẩn người nói, anh ta vừa rồi đã thừa nhận rồi. Còn nói là chỉ cần có thể hoàn thành tốt việc thay cho Dương Phỉ Phỉ thì vất cho tôi thêm 500 vạn cũng chẳng sao cả. Tề Đẳng Nhàn lười phải giải thích, không tin thì thôi, cũng đỡ phải sinh ra hiểu lầm gì đó. Hiện tại xem như hắn đã ý thức được mấy chữ ngực to não như quả nho là chuyện gì, đây còn không phải là ví dụ điển hình sao. Tôi nói cho cô hay này, Tề Đẳng Nhàn ngẩng đầu liếc mắt nhìn Dương Quan Quan một cái. Dương Quan Quan theo bản năng ngồi nghiêm chỉnh lại. Sống lưng thẳng tắp, một bộ dáng chăm chú nghe giáo huấn. Có lẽ nguyên nhân là vì động tác quá mức mạnh mẽ nên làm cho cúc của chiếc áo sơ mi vốn có chút không kham nổi nữa banh một cái, phốc một tiếng trực tiếp đứt rơi từ trên áo sơ mi xuống. Bang! Cúc áo sơ mi trực tiếp bắn thẳng vào trán của Tề Đẳng Nhàn rồi rơi xuống trong bát. Tề Đẳng Nhàn hơi ngẩn người, Dương Quan Quan cũng sửng sốt. Ngại quá, sắc mặt Dương Quan Quan ngượng đến mức đỏ bừng. Vội vàng đứng dậy chạy về phòng thay lại quần áo. Cô ta mua quần áo cũng không dễ dàng.
Tề Đẳng Nhàn chép chép miệng nhặt cúc áo từ trong bát lên, bất đắc dĩ lắc đầu. Xác thực là Dương Quan Quan mua quần áo không dễ dàng gì, đặc biệt là áo sơ mi. Nếu mua số đo lớn thì cũng sẽ không tồn tại mấy việc xấu hổ như này, nhưng sẽ khó tránh khỏi hơi lỏng lẻo. Mua theo số đo thích hợp thì hai khối thịt trước ngực kia lại khó tránh khỏi sẽ căng ra một chút. Dương Qua Quan đổi xong quần áo tốt rồi ra ngoài, lại ngồi xuống ở trước mặt Tề Đẳng Nhàn hỏi, Tề Tổng, anh vừa định nói với tôi cái gì? Tề Đẳng Nhàn ngẩn người nói, ngại quá, vừa rồi bị gián đoạn như vậy nên quên mất rồi. Dương Quan Quan không còn gì để nói, ném một ánh mắt xem thường về. Lúc này, Hướng Đông Tinh gọi điện thoại tới, Tề Đẳng Nhàn ở trước mặt Dương Quan Quan nhận cuộc gọi, mở loa ngoài, một bên vừa ăn cơm một bên vừa nói chuyện với cô ta. Tề Đẳng Nhàn, anh bị sao thế hả? Ngân hàng vừa mới duyệt hợp đồng cho vay 200 triệu xong thì sao trong nháy mắt đã thu hồi ngược lại rồi? Có phải anh lại đắc tội với ai rồi hay không? Hướng Đông Tinh dồn dập hỏi. Chẳng qua là tôi xách cái tên Tôn Học Văn kia ra đánh một trận mà thôi, anh ta sẽ không nhỏ mọn như vậy chứ hả? Thu hồi hợp đồng cho vay luôn? Tề Đẳng Nhàn hỏi. Hướng Đông Tinh chỉ cảm thấy bị những lời này như thiên lôi đánh xuống. Cái gì gọi là chẳng qua chỉ sánh người ta ra đánh một trận, còn sẽ không nhỏ mọn như vậy. Hướng Đông Tinh tức muốn hộc máu nói, 200 triệu kia chính là tài chính khởi đầu của Tiên Lai Capital, hơn nữa kế hoạch của chúng ta cũng không thể lộ ra ngoài, những cái đó hiện giờ không thể động vào được. Hướng Đông Tinh nói những cái đó tự nhiên là tiền mà Tề Đẳng Nhàn lấy từ chỗ cổ tân tư cơ tới. Yên tâm, chuyện này tôi sẽ sắp xếp. Tề Đẳng Nhàn một bên thong thả ung dung ăn uống, một bên nhàn nhạt nói. Hướng Đông Tinh nghe hắn nói như vậy thì cũng không nghi ngờ gì hắn, dù sao thì cô ta cũng cực kỳ tin tưởng vào năng lực của Tề Đẳng Nhàn. Hướng Đông Tinh ở đầu bên kia điện thoại im lặng một lát rồi nói, tôi suy xét lại một chút, cũng không cần phải tiếp tục bảo trì sự thần bí của Tổng Giám Đốc thần bí kia đâu. Tề Đẳng Nhàn hỏi, là có ý gì? Để cho Tổng Giám Đốc thần bí này hiện thân trong yến hội do Từ Ngạo Tuyết tổ chức đi. Hướng Đông Tinh lạnh giọng nói. Dương Quan Quan nghe đến đó thì hai mắt trợn tròn lên, cảm xúc cũng kích động hẳn. Xếp tổng sau màn của Tiên Lai Capital, Tổng Giám Đốc thần bí, cuối cùng cũng muốn hiện thân sao? Anh ta là người như thế nào? Có bối cảnh là gì? Tuổi bao nhiêu? Trông ra làm sao? Tề Đẳng Nhàn nghĩ nghĩ, nói tùy cô, dù sao sự việc liên quan đến đại cục cô cứ sắp xếp là được, tôi chỉ là một người làm công thôi. Hướng Đông Tinh nói, cứ quyết định như vậy đi, anh chuẩn bị một chút cho trận quyết chiến cuối cùng này. Nói xong lời này, Hướng Đông Tinh cúp điện thoại. Trời ơi, Tổng Giám Đốc thần bí muốn hiện thân trong yến hội do Từ Ngạo Tuyết tổ chức thật sao? Sau khi thấy Hướng Đông Tinh cúp điện thoại thì Dương Quan Quan kinh hỉ đầy mặt hô to gọi nhỏ với Tề Đẳng Nhàn. Cô hưng phấn như vậy làm gì? Y như đồ quê mùa chưa từng trải việc đời bao giờ ấy. Tề Đẳng Nhàn nói. Vẫn luôn là người khác khinh thường hắn, gọi hắn là đồ quê mùa, hắn cũng rất muốn thử cái cảm giác được trào phúng người khác này. Đừng có nói, còn rất không tệ đâu. Dương Quan Quan lại không thèm để ý mà nói, xem ra anh rất quen thuộc với Tổng Giám Đốc thần bí kia nha, nếu không thì Hướng Tổng cũng sẽ không gọi điện thoại tới thương lượng chuyện này với anh. Tề Tổng, anh có thể lộ ra cho tôi biết trước một ít về bối cảnh của Tổng Giám Đốc thần bí đó không, có thân phận gì, bao nhiêu tuổi, trông như thế nào? Tôi thật sự rất tò mò. Tề Đẳng Nhàn buông đũa trong tay xuống, nhàn nhạt đáp, được rồi. Tổng Giám Đốc thần bí này có tuổi tác không sai biệt lắm với tôi. Dương Quan Quan nghe thấy vậy thì kinh ngạc nói, thật đúng là thiếu niên nhiều tiền mà, hẳn là con cháu của gia tộc lớn nào đó đúng không? Tề Đẳng Nhàn gật đầu nói, con cháu trong gia tộc lớn ở Đế Đô. Dương Quan Quan lại kinh hô lần nữa, nói, khó trách Từ Ngạo Tuyết lại sợ anh ta như vậy. Anh ta trông như thế nào? Lớn lên soái khí anh Tuấn không khác gì tôi. Tề Đẳng Nhàn cười nhạt nói. Thôi đi, phỏng chừng người ta còn đẹp trai bỏ xa anh 10 con phố kìa. Dương Quan Quan khát khao nói, tên anh ta là gì thế? Tề Đẳng Nhàn cười ha hả duỗi tay chỉ mình, nói, tên là Tề Đẳng Nhàn đấy. Khuôn mặt nhỏ của Dương Quan Quan lập tức suy sụp xuống, tức giận nói, không tin anh nữa, dù sao từ giờ tới yến hội cũng không bao lâu nữa. Tới lúc đó tôi tự mình tới hiện trường chứng kiến. Cô chỉ là một trợ lý, lại dùng loại giọng điệu như này nói chuyện với sếp như tôi một lần nữa thử xem. Tôi đánh chết cô, T
Tề Đẳng Nhàn đột nhiên hung thần ác sát giơ bàn tay mình lên. Tôi, Tề Tổng, tôi sai rồi. Dương Quan Quan cúi đầu, ủy khuất nói. Tề Đẳng Nhàn đắc ý cười cười, cái đầu nhát cái này, quả nhiên vẫn nên là mình đe dọa một chút mới tốt. Sau khi Tề Đẳng Nhàn rời khỏi chung cư của Dương Quan Quan thì cô ta đã gấp không chờ nổi gọi điện thoại cho Kiều Thu Mộng. Mộng Mộng, Mộng Mộng, mình có một tin quan trọng về Tổng Giám Đốc Thần Bí, cậu có muốn nghe hay không? Lúc điện thoại vừa được kết nối với Kiều Thu Mộng thì Dương Quan Quan hưng phấn kích động hỏi. Kiều Thu Mộng ngẩn người, sau đó cũng kích động nói, thật không? Tin tức gì? Dương Quan Quan cao hứng nói, Tổng Giám Đốc Thần Bí sẽ hiện thân trong yến hội do Từ Ngạo Tuyết tổ chức. Kiều Thu Mộng khiếp sợ nói, cái gì? Cậu nói thật không? Anh ta muốn lộ mặt sao? Không phải do Kiều Thu Mộng không kích động không khiếp sợ. Dù sao thì vị Tổng Giám Đốc Thần Bí này từ khi Tiên Lai Capital được thành lập tới nay vẫn luôn quanh quẩn ở trong đầu cô ta, còn thường xuyên dùng các phương pháp khác nhau soát cảm giác tồn tại ở chỗ cô ta nữa. Hơn nữa, hành động của vị Tổng Giám Đốc Thần Bí này không thể không khiến cô ta tin rằng tất cả những việc này không phải làm vì cô ta. Sao mà cậu biết được? Kiều Thu Mộng bình tĩnh lại, thấp giọng hỏi. Vừa rồi mình nghe thấy Hướng Tổng gọi điện cho Tề Tổng, hai người nói qua trong điện thoại. Hướng Tổng thương lượng với Tề Tổng xem có nên để Tổng Giám Đốc Thần Bí đó lộ mặt trong yến hội hay không, Tề Tổng nói tùy Hướng Tổng sắp xếp. Dương Quan Quan đắc ý nói giống như đang tranh công vậy. Kiều Thu Mộng nghe đến đó thì hung hăng nắm chặt tay mình lại, nói, vậy thì xem ra là thật rồi, ngay cả Hướng Đông Tinh cũng đã nói như vậy thì sẽ không thể nào là giả được. Dương Quan Quan nói, chỗ mình vẫn còn rất nhiều tin tức về Tổng Giám Đốc Thần Bí, cậu muốn nghe nữa hay không? Đương nhiên, Kiều Thu Mộng nói. Vậy mình cũng không thể huỵch tuệ nói hết ra cho cậu nghe được, cậu phải cảm ơn mình cái gì đó nữa. Dương Quan Quan cười to nói. Được, đợi lát nữa nếu cậu mở Livestream thì mình trực tiếp tới phòng Livestream của cậu tiêu cho cậu mấy cái tên lửa. Kiều Thu Mộng tài đại khí thô nói. Dương Quan Quan lại nói, vị Tổng Giám Đốc Thần Bí đó là người ở Đế Đô, bối cảnh gia tộc cực kỳ lớn, hơn nữa tuổi cũng rất trẻ. Không lớn hơn chúng ta bao nhiêu đâu. Kiều Thu Mộng kinh ngạc nói, cậu biết được những tin tức đó từ đâu thế? Mình đi hỏi Tề Tổng, hắn nói cho mình biết. Dương Quan Quan cười nói. Tề Đẳng Nhàn, Kiều Thu Mộng nhẹ nhàng mân môi. Dương Quan Quan hỏi, vậy buổi yến hội đó cậu có đi không? Kiều Thu Mộng lập tức nói, đương nhiên là mình có đi rồi, mình muốn tận mắt nhìn thấy vị Tổng Giám Đốc Thần Bí này xem anh ta là thần thánh phương nào. Vì sao lại chiếu cố mình như vậy? Dương Quan Quan cười nói, vậy mình chúc mừng cậu trước, cuối cùng cũng có thể nhìn thấy Tổng Giám Đốc Thần Bí mà cậu ngày đêm mong nhớ, hy vọng những việc tiếp theo cậu làm cũng đều sẽ thuận lợi suôn sẻ. Quan Quan, cảm ơn cậu đã nói cho mình biết những tin tức này. Kiều Thu Mộng cảm kích nói. Cúp điện thoại được một lúc rồi mà Dương Quan Quan vẫn còn rất hưng phấn. Cô ta đương nhiên rất hy vọng giữa Tổng Giám Đốc Thần Bí và Kiều Thu Mộng sẽ có gian tình gì gì đó, dù sao thì Kiều Thu Mộng cũng chính là bạn tốt của cô ta mà. Nếu Kiều Thu Mộng có thể yêu đương với Tổng Giám Đốc Thần Bí thì về sau nếu cô ta cần Tổng Giám Đốc Thần Bí hỗ trợ, thông qua quan hệ với Kiều Thu Mộng cũng đơn giản hơn rất nhiều. Dựa vào năng lực và bối cảnh của Tổng Giám Đốc Thần Bí thì tuyệt đối không hề sợ hãi Dương gia ở Thượng Hải, chỉ cần cho cô ta dựa hơi một chút là được. Để trong tương lai cô ta có thể chống chọi được với Dương gia. Tề Đẳng Nhàn lại không hề biết tin tức này có thể khiến cho Dương Quan Quan kích động tới mức suýt mất ngủ nguyên một đêm, thời điểm ngày hôm sau nhìn thấy cô ta còn thấy luôn cả quầng thâm mắt. Người của Lý Gia Quyền hiện tại đã không còn ngăn cản việc phá bỏ di rời lô đất thung lũng giết người, lần này phái nhân viên qua đó đàm phán cũng thuận lợi hơn rất nhiều. Nhưng không có 200 triệu ngân hàng cho vay kia thì hạng mục này không thể nào khởi động được. Ngài Tề, hôm qua anh đánh Tôn Học Văn thật sao? Ghen cũng không cần thiết phải ra tay mạnh như vậy đâu. Lý Vân Uyển đen mặt cực kỳ không vui tìm được Tề Đẳng Nhàn. Là do hôm qua anh ta bỏ thuốc thư ký Dương, chuẩn bị làm việc ghê tởm. Tề Đẳng Nhàn nói đơn giản việc xảy ra ngày hôm qua một lần. Lý Vân Uyển nghe xong thì nhẹ nhàng thở ra, còn tưởng rằng Tề Đẳng Nhàn này chính là cha nam không thể cứu chứ, vừa ăn mình xong đã quay ra theo dõi Dương Quan Quan rồi. Lý Vân Uyển nói, hiện tại vấn đề ở chỗ chúng ta cũng rất nghiêm trọng, Tôn Học Văn không cho vay nữa, còn có một số ngân hàng vốn đã nói thỏa đáng hết rồi cũng đã bắt đầu đổi ý.
Nếu không có số tiền đó thì chúng ta rất khó làm việc tiếp theo được, anh tới tìm thử biện pháp khác đi. Nếu không thì lấy số tiền đó của anh ra ứng trước. Tề Đẳng Nhàn lắc lắc đầu, nói, những số tiền đó không thể cho ra ánh sáng được, nếu không thì Từ Ngạo Tuyết và Vương Hổ sẽ cảnh giác hẳn lên. Như vậy đi, tôi đi giải quyết vấn đề cho vay. Nếu Tôn Học Văn dám tiếp tục ngăn cản thì tôi sẽ không bỏ qua cho anh ta. Lý Vân Uyển hãi hùng khiếp vía đáp, anh sẽ không định đuổi tới bệnh viện đánh anh ta thêm một trận nữa đấy chứ. Tề Đẳng Nhàn ngoài cười nhưng trong không cười nói, vậy thì phải xem anh có biết điều thức thời hay không đã. Lý Vân Uyển sợ khóc sợ cười, nhưng nếu Tề Đẳng Nhàn đã nói là để hắn giải quyết việc này thì cô ta cũng không cần hỏi nhiều thêm làm gì. Dương Quan Quan nói do Tổng Giám Đốc Thần Bí muốn lộ mặt nên cô ta một đêm ngủ không ngon. Sao em không biết gì về chuyện này thế? Lý Vân Uyển nhìn Tề Đẳng Nhàn, hài hước hỏi. Hôm qua Hướng Đông Tinh gọi điện thoại tới nói với tôi chuyện này. Tề Đẳng Nhàn chậm rãi đáp. Chuyện quan trọng như vậy mà anh cũng không nói cho em biết. Ngược lại thì Dương Quan Quan lại là người đầu tiên biết nó trước. Lý Vân Uyển bắt đầu làm khó dễ. Ai bảo tại ngày hôm qua cô không về nhà? Tề Đẳng Nhàn hỏi. Về nhà, Lý Vân Uyển cười. Tề Đẳng Nhàn đây là để cô ta xem, Vân Đỉnh Thiên Cung, như nhà của chính mình. Những lời này lập tức khiến bất mãn trong lòng cô ta tiêu tán hơn một nửa. Lý Vân Uyển nghiêng người ngồi vào lòng Tề Đẳng Nhàn, ôm cổ hắn tình ý cười hỏi, vậy anh có nhớ em hay không nha? Tề Đẳng Nhàn lắc lắc đầu nói, không nhớ, trong đầu óc toàn là về cúc áo sơ mi thôi. Lý Vân Uyển nghe thấy lời này thì thắc mắc đầy mặt, nghĩ đến cúc áo sơ mi. Cái quỷ gì vậy? Đêm nay có một bộ phim điện ảnh mới ra, em đi xem phim với tôi một chút. Tề Đẳng Nhàn nói, ô, IQ tăng lên rồi nha. Lý Vân Uyển cả kinh, trong lòng thầm nghĩ. Đàn ông hẹn phụ nữ xem phim lúc nửa đêm thì có thể có lòng tốt gì sao? Xem xong phim cũng đã là rạng sáng 2, 3 giờ rồi, còn có thể đi chỗ nào được nữa? Được, Lý Vân Uyển đồng ý, làm bộ như không biết chút tâm tư nhỏ của người này. Cũng chính do Lý Vân Uyển thật tâm thích Tề Đẳng Nhàn nên mới vui đi theo kịch bản của cái tên không có chút kỹ xảo diễn nào như hắn. Nếu mà là mấy tên nịnh nọt cô ta chướng mắt đưa ra loại thỉnh cầu như này thì cô ta có thể lập tức hóa thành hải vương xoay người ta thành vòng tròn rồi. Lý Vân Uyển cố ý nói, ngài Tề, em xem trên mạng thấy người ta đều nói đàn ông mời phụ nữ đi xem phim lúc nửa đêm thường thường đều không có ý tốt. Anh hẹn em lúc đêm khuya thanh vắng như vậy có phải là có âm mưu gì đó hay không? Lúc nói lời này cô ta còn đặc biệt nhìn chằm chằm vào Tề Đẳng Nhàn, quả nhiên, tên này đỏ mặt. Tâm tư bất chính, tôi thì có thể có ý xấu gì chứ? Tề Đẳng Nhàn ho khan một tiếng nói, tôi chính là cảnh ngục chính trực nhất, làm gương tốt ân cần dạy dỗ được rất nhiều tội phạm, sao có thể có tâm tư bất chính được? Lý Vân Uyển thấy bộ dáng này của hắn thì cảm thấy đáng yêu làm sao, nhịn không được cười rộ lên cụng vào đầu hắn. Cúi đầu hôn lên môi hắn khiến cho những lời nói còn lại đều bị hắn nuốt ngược về trong bụng. Mẹ nó, sao lại thân mật nữa rồi, đây vẫn là ở trong công ty mà. Tật xấu đóng cửa không kín mít này của Lý Vân Uyển đã thành một thói quen xấu không thể bỏ được dẫn tới Dương Quan Quan ở ngoài cửa lại một lần nữa nhìn rõ mồn một cảnh tượng hai người cá nước thân mật. Mặt Dương Quan Quan lập tức đỏ rực y như một quả đào chín, trong đầu không hiểu sao tự dưng hiện lên một số hình ảnh vô cùng kỳ quái. Thậm chí còn cảm giác được cả người có chút khô nóng giống như hôm qua lúc bị bỏ thuốc. Cửa còn chưa đóng kỹ nữa. Lý Vân Uyển đột nhiên cảnh giác lại gõ gõ đầu Tề Đẳng Nhàn, đứng dậy đi tới đóng cửa văn phòng lại. Dương Quan Quan cho rằng bản thân đã bị phát hiện, sợ tới mức bịt chặt miệng chạy chậm trốn đi. Tề Đẳng Nhàn tỉnh thần được một lúc thì nghe thấy thanh âm có người vội vàng rời đi từ cửa văn phòng khiến cho hắn ngẩn người, sao tiếng bước chân này nghe giống như của Dương Quan Quan thế. Lúc Lý Vân Uyển đi đến cửa văn phòng thì Dương Quan Quan đã chạy trốn rồi, cô ta không nhìn thấy người, lúc này mới yên tâm đóng chặt cửa lại. Lần sau lúc vào văn phòng có thể nhớ rõ phải đóng chặt cửa trước đã được không, cái tên này thật là gian xảo mà, vạn nhất bị người ta nhìn thấy hết thì thanh danh của mình biết làm sao. Lý Vân Uyển nhẹ nhàng cắn răng, cả khuôn mặt đều đỏ bừng. Khi xoay người lại thì Lý Vân Uyển đã sửa soạn lại vạt áo hỗn độn của mình xong xuôi. Chính mình vừa lơ đãng một cái mà bàn tay xấu xa kia đã như cá trạch trơn tuột chui vào rồi, thật là đáng giận. Từ khi Lý Vân Uyển tới làm việc tại Tiên Lai Capital thì Tề Đẳng Nhàn không còn quá bỏ bê công việc nữa, đây quả thực là một kỳ tích.
có chăng cũng là bởi vì Lý Vân Uyển sẽ thường xuyên hoặc ngẫu nhiên tới văn phòng thăm hắn nên mới khiến hắn vẫn luôn duy trì loại chuyên cần xuất sắc này. Lúc Dương Quan Quan bị Tề Đẳng Đẳng Nhàn gọi vào văn phòng thì đã không còn nhìn thấy Lý Vân Uyển đâu nữa. Nhìn thấy bộ dáng Tề Đẳng Nhàn nghiêm chỉnh ngồi đó, thâm tâm Dương Quan Quan không nhịn được mắng một câu mặt người giả thú. Tề Đẳng Nhàn không biết trong đầu Dương Quan Quan đang nghĩ cái gì, chỉ nhàn nhạt nói, thư ký Dương, phiền cô xử lý giúp tôi một số thứ, tôi phải tới ngân hàng giải quyết vấn đề cho vay một chút. Dương Quan Quan trợn trắng mắt, tôi biết rồi. Thái độ gì đấy, cô đối đãi với ân nhân cứu mạng như vậy hử? Tề Đẳng Nhàn nhướng mày, cười lạnh hỏi. Hắn vừa cường ngạnh như vậy thì Dương Quan Quan lập tức ỉu xìu xuống. Dương Quan Quan rũ mi mắt đáp, Tề Tổng, tôi biết rồi, tôi sẽ tận tâm làm việc, xin anh cứ yên tâm. Tề Đẳng Nhàn vừa lòng gật đầu nói, này cũng không tệ lắm. Nói xong lời này, hắn đừng lên rời khỏi văn phòng. Thật là đáng giận mà. Sau khi Tề Đẳng Nhàn rời đi, Dương Quan Quan bị nhốt ở trong trực tiếp đóng cửa lại, sau đó không nhịn được hung hăng giơ giơ nắm đấm lên. Động tác mua may nắm đấm của cô ta quá mạnh mẽ dẫn tới áo sơ mi vốn đã căng chặt càng nảy lên, cực kỳ sóng gió mãnh liệt. Dương Quan Quan không cam lòng ngồi xuống ghế ông chủ của Tề Đẳng Nhàn, trong lòng cực kỳ khó chịu. Bản thân mình vốn dĩ chỉ là thư ký tổng mà thôi, lại còn muốn gánh trọng trách công việc nặng như vậy nữa. Dương Quan Quan sử dụng máy tính của Tề Đẳng Nhàn xử lý công việc, sắp xếp tất cả các văn kiện lại một thể, điều chỉnh bảng biểu cho thỏa đáng rồi mới chuẩn bị tắt máy. Lúc rời khỏi mặt bàn thì cô ta phát hiện có một cái Livestream răng nanh, đó đúng là hợp đồng phát sóng trực tiếp của nền tảng mà trước mắt cô ta cần nhất. Ma xui quỷ khiến thế nào mà Dương Quan Quan lại trực tiếp mở phần mềm phát sóng trực tiếp lên, tựa như muốn nhìn thử xem ngày bình thường Tề Đẳng Nhàn ở trong văn phòng đã xem cái gì. Quả nhiên, tên này đúng là một tên háo sắc mà. Lúc Dương Quan Quan click chuột vào ô lịch sử thì hừ lạnh một tiếng. Chỉ thấy trong lịch sử quan sát kia thuần sắc một màu toàn là Livestream của các mỹ nữ, hoặc chính là giao hữu của mỹ nữ. Dương Quan Quan dấn thân vào nghề Livestream đã mấy năm hiểu rất rõ về loại Livestream giao lưu này, đó căn bản chính là Livestream sắc tình cao cấp. Bên nền tảng sẽ mời tới một ít nữ chủ bá có nhan sắc cao cấp, sau đó để những nữ chủ bá này làm tất cả hoạt động mà bên nền tảng yêu cầu ngay trên Livestream, mặc quần áo hầu gái đóng giả làm hầu gái. Mặc OL đóng vai giáo viên, để người xem nhập vai cùng vào đó. Những bộ quần áo được mặc trong Livestream cần phải lộ hết cả đùi, rồi nói vài lời nói lẳng lơ, có những người thậm chí còn biểu diễn kỹ thuật dùng miệng của mình, cụ thể là dùng đầu lưỡi làm đủ trò, hoặc phát ra tiếng động ướt át vào thẳng microphone, còn lại thì mọi người tự tưởng tượng đi. Nhìn tới những ghi chép này, Dương Quan Quan cũng không biết tại sao mình lại tức giận. Có lẽ là do không thể tin được cái tên Tề Đẳng Nhàn đã cứu mình vài lần lại là người như thế này chăng? Dù sao thì, hiện tại cô ta cảm thấy rất thất vọng. Tên háo sắc, tôi xóa hết mấy follow này của anh bằng hết thì thôi. Dương Quan Quan cắn răng, unfollow hết những chủ bá mà Tề Đẳng Nhàn theo dõi. Sau đó, cô ta phát hiện mình cũng nằm trong danh sách follow. Dương Quan Quan tức khắc cảnh giác. Nhắc nhở chính mình sau này livestream nhất định phải ăn mặc kín đáo một chút. Trong lúc đang ngẩn người, di chuột loạn xạ cả, vô tình lại bấm vào phần ghi chép tiêu phí. Tổng chi tiêu 500 vạn. Sau khi nhìn thấy con số này, Dương Quan Quan không dám tin vào hai mắt của mình nữa, điên cuồng xoa xoa. Tôi thật muốn nhìn xem, cái tên háo sắc nhà anh donate cho nữ chủ bá nào. Dương Quan Quan cười lạnh, sau đó bấm mở bản ghi chép donate. Xem xong, đầu của cô ta suýt đập thẳng xuống mặt đất. Trong phần ghi chép donate cho thấy những món quà mà Tề Đẳng Nhàn mua được sử dụng lần đầu chính là món quà thần đế trong phòng trực tiếp của cô, sau đó là 4 chiếc chiến hạm ngân hà. Dương Quan Quan ngồi trước máy tính đần cả người, 500 vạn kia thật đúng là do Tề Đẳng Nhàn donate chứ không phải Tôn Học Văn có ý đồ xấu. Này, 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 điều này sao có thể là sự thật được? Thế mà thật đúng là anh ta donate cho mình 500 vạn. Dương Quan Quan kinh ngạc nhìn màn hình máy tính, lại ngẩn người. Cũng thế, trong lòng cô ta sinh ra đủ loại cảm xúc. Tề Đẳng Nhàn không có bản ghi chép tiêu phí khác, chỉ có mấy cái được donate trong phòng trực tiếp của cô. Những nữ chủ bá khác đều không lấy được bất kỳ thứ gì, không có ai là ngoại lệ. Dương Quan Quan xác nhận lại,
bản ghi chép tiêu phí này không có khả năng là giả. Chẳng qua là, ID của Tề Đẳng Nhàn cũng không phải là anti-fan chân chính của Dương Quan Quan. Dù sao thì, cái ID này cũng quá là vô duyên rồi. ID của hắn là một người rảnh rỗi, nhưng thật ra rất bình thường. Sau khi biết được chuyện này, Dương Quan Quan có loại cảm giác như thế giới quan của mình đã sụp đổ. Không nghĩ tới người mà vô tư giúp đỡ, không chút bùn xỉn donate 500 vạn để giải vây cho mình, thế mà lại là Tề Đẳng Nhàn. Mình trách nhầm anh ấy rồi. Khó trách được anh ấy chắc chắn Tôn Học Văn không có lòng tốt như thế. Nghĩ đoạn, lúc này Dương Quan Quan mới có cảm giác bỗng nhiên tỉnh ngộ. Nháy mắt này, cô ta thậm chí đã có suy nghĩ đi tìm Tề Đẳng Nhàn để giải thích. Dù sao thì, Tề Đẳng Nhàn donate 500 vạn, không phải 5 đồng. Cho dù là ai thì sau khi bỏ ra 500 vạn lại bị người hiểu lầm, chỉ sợ sẽ rất không thoải mái. Nhưng Tề Đẳng Nhàn lại không có nửa câu oán trách, thậm chí còn lười giải thích. Giờ đây, cuối cùng Dương Quan Quan cũng hiểu được vì cái gì mà Lý Vân Uyển lại coi trọng Tề Đẳng Nhàn, cũng hiểu được vì sao cô ta lại nói đừng đánh giá một người qua vẻ bề ngoài. Dương Quan Quan càng nghĩ càng áy náy, bật người dậy gọi cho Tề Đẳng Nhàn, lúc này Tề Đẳng Nhàn đã đi tới cửa bệnh viện. Tề Tổng, tối nay tôi mời anh ăn một bữa cơm nhé. Dương Quan Quan dịu dàng nhỏ nhẹ. Được, tôi có chút việc, xong việc nói sau. Tề Đẳng Nhàn đồng ý rồi cúp điện thoại luôn. Trong lòng hắn cũng cảm thấy quái quái, Dương Quan Quan này tại sao đột nhiên lại dùng giọng điệu dịu dàng đó với mình chứ? Sau đó, hắn chợt nhớ ra, chắc có lẽ là do gần đây liên tiếp lập uy, khiến cho nhóc con nhát gan này hoàn toàn sợ hãi. Nghĩ đến đây, hắn cảm thấy bản thân mình cũng nên dương dương tự giác một chút, cảm thấy từ nay về sau mình nên dùng phương thức này để đối phó với Dương Quan Quan, miễn cho cô ta lại tiếp tục làm loạn với mình. Sau khi Tề Đẳng Nhàn đi vào bệnh viện, hắn tìm một y tá rồi hỏi phòng bệnh của Tôn Học Văn. Anh cũng tới thăm ngài ấy sao? Hôm nay giám đốc của các ngân hàng chi nhánh đều tới đây thăm ngài ấy, trận thế rất lớn đó. Cũng không biết người nào điên khùng như thế. Khiến ngài ấy thành cái bộ dạng như thế này, đúng là chán sống. Y tá nhỏ cằn nhằn hai câu với Tề Đẳng Nhàn, sau đó nói cho hắn biết vị trí phòng bệnh. Tề Đẳng Nhàn nhe răng cười, cảm ơn. Tề Đẳng Nhàn đi đến phòng bệnh của Tôn Học Văn. Dù sao thì Tôn Học Văn cũng có chút thân phận và địa vị, vậy nên đương nhiên là phải ở trong phòng VIP của bệnh viện rồi. Phòng bệnh VIP này chả khác gì so với phòng suite của khách sạn cả, ở bên trong có không ít người. Đều là những nhân viên cấp cao đến từ các ngân hàng lớn của thành phố Trung Hải. Bọn họ mang theo giỏ hoa, hoa quả, đồ bổ đến thăm Tôn Học Văn, ai nấy đều lên tiếng chỉ trích người đã đánh Tôn Học Văn bị thương là Tề Đẳng Nhàn. Cậu gì kia, cậu làm ở ngân hàng nào hay ở doanh nghiệp nào thế? Cậu không biết quy tắc thứ tự trước sau à? Xếp hàng đi, Tề Đẳng Nhàn đang chuẩn bị đi vào thì có một ông giám đốc ngân hàng bụng phệ lên tiếng trách mắng. Ồ, hợp lý đấy. Tề Đẳng Nhàn ngẫm nghĩ một lúc rồi khẽ gật đầu. Sau đó, hắn thực sự đứng xếp hàng ở phía sau bọn họ. Hôm qua Tôn Học Văn bị Tề Đẳng Nhàn đánh cho rất thảm, cả sống mũi và hai cánh tay đều bị đánh gãy. Dương Phỉ Phỉ cũng rất máu lạnh, cô ta không lấy được cuốn băng ghi mình mà mình muốn nên đã lạnh lùng từ chối việc vay 2 tỷ từ ngân hàng của Tôn Học Văn. Không làm xong chuyện mà còn có mặt mũi đến gặp tôi à? Đây là nguyên văn những gì Dương Phỉ Phỉ nói. Khiến cho người đang bị thương nặng là Tôn Học Văn suýt chút nữa đã tức chết. Nói tóm lại là Tôn Học Văn đã phí công vô ích rồi. Thậm chí anh ta còn có chút hối hận vì đã bị Dương Phỉ Phỉ mê hoặc, nếu anh ta không làm như vậy, nếu như anh ta không phản bội Dương Quan Quan thì nói không chừng đến cuối cùng anh ta còn có thể lợi dụng những tình cảm tốt đẹp đó để khiến bản thân mình được thoải mái hơn. Đợi đến khi Tề Đẳng Nhàn xuất hiện ở trước mặt Tôn Học Văn, anh ta bị dọa cho một trận. Sau đó cả gương mặt bỗng chốc tối sầm lại. Tôn Học Văn lạnh lùng nói, Tề Đẳng Nhàn, mày còn dám đến bệnh viện tìm tao à? Sau khi nghe thấy lời này của Tôn Học Văn, mọi người đều vô cùng kinh ngạc và nhao nhao quay đầu lại nhìn Tề Đẳng Nhàn. Từ chỗ của Tôn Học Văn, bọn họ đã biết ai là người ra tay đánh anh ta rồi, và lại giám đốc của các ngân hàng lớn cũng đã hứa rằng họ sẽ không bao giờ cho Tiên Lai Capital vay dù chỉ một xu. Chính là cái tên này. Chủ tịch hội đồng quản trị bù nhìn của Tiên Lai Capital đúng không? Hôm qua chính cậu ta là người đã đánh giám đốc Tôn Thành ra như thế này. Đúng là gan to bằng trời mà,
hôm qua đã đánh người ta ra thành thế này rồi mà hôm nay vẫn dám đến bệnh viện à? Đắc tội với giám đốc Tôn, cậu ta sẽ không có kết cục tốt đâu. Giám đốc Tôn là cháu trai của chủ tịch Tôn Hưng Chương, chủ tịch trụ sở chính của Ngân hàng Trung Hải chúng ta đó. Ha ha ha, đoán chừng cái tên này cũng chỉ là một phút bốc đồng mà thôi, bây giờ thấy hối hận rồi nên đến xin tha thứ ấy mà. Cũng phải, đắc tội với giám đốc Tôn thì sẽ chẳng vay được một xu nào đâu, nếu như cậu ta không đến nhận lỗi thì cũng không cần phải làm ăn nữa đâu. Các giám đốc ngân hàng ở xung quanh đều mang trên mặt những biểu cảm khác nhau, người thì cười trên nỗi đau của người khác, người thì đùa giỡn, người thì lo lắng, người thì sợ hãi. Tề Đẳng Nhàn bình tĩnh nói, tại sao tôi lại không dám đến? Giám đốc Tôn Học Văn là do tôi đánh, đương nhiên là tôi phải đến thăm rồi. Lời này của hắn khiến cho các giám đốc ngân hàng ở xung quanh đều ngơ ngác nhìn nhau, có ai lại nói như vậy không? Hừ, chỗ này không chào đón mày, cút ra ngoài đi. Tôn Học Văn lạnh lùng quát lên, nhưng khi nói chuyện thì giọng nói vẫn có hơi run rẩy, rõ ràng là do sợ hãi gây nên. Hôm qua Tề Đẳng Nhàn đã ra tay rất tàn nhẫn với anh ta thực sự lo sợ cái tên Tề Đẳng Nhàn này sẽ khinh suất và đuổi đến hẳn bệnh viện để đánh mình thêm trận nữa. Tề Đẳng Nhàn cười nói, chúng ta có vấn đề cần phải giải quyết mà, không thể cáu kỉnh như một đứa trẻ được, có đúng không nào? Vẻ mặt của Tôn Học Văn tối sầm lại, anh ta đã bị thương thành như thế này rồi, hai tay quấn lại như xác ướp, trên mặt cũng toàn là vết thương, làm sao có thể giải quyết đàng hoàng được nữa? Quả nhiên là cái tên này đã bị khoản vay đó bóp chẹt rồi, bây giờ trong tay không có tiền, không thể điều hành công ty nên biết đường đến cầu xin tha thứ rồi. Sớm biết có lúc này thì tại sao lúc đầu lại làm thế? Vậy mới nói bốc đồng đâu phải là chuyện gì tốt, đắc tội với người khác thì đến cuối cùng người chịu thiệt vẫn là mình thôi. Đánh người ta thành như thế này rồi mà còn muốn giải quyết à? Tôi thấy cậu ta đang nằm mơ giữa ban ngày thì có. Các giám đốc ngân hàng đều liên tục chế nhạo, họ đã đoán ra được lý do tại sao Tề Đẳng Nhàn lại đến đây. Tôn Học Văn lạnh lùng nói với Tề Đẳng Nhàn, mày đến đây vì chuyện khoản vay 200 triệu phải không? Tề Đẳng Nhàn nói, đúng vậy. Tôn Học Văn nói, chẳng những không vay được 200 triệu từ ngân hàng của tao mà mày cũng không vay được từ ngân hàng khác có đúng không? Tề Đẳng Nhàn thành thật gật đầu, đúng vậy, thế nên tôi mới không đợi được nữa mà đến thăm giám đốc Tôn này. Nụ cười của Tôn Học Văn trở nên rất đắc ý, anh ta nói, ồ, bây giờ biết chịu thua rồi đấy à, thế mà ngày hôm qua mày làm thế nào đây? Tề Đẳng Nhàn nói, bây giờ tôi mới nghĩ lại, ngày hôm qua tôi xuống tay có hơi nặng, cơ mà ở tình huống lúc đó thì quả thực là tôi nên ra tay. Gương mặt của Tôn Học Văn ngay lập tức trở nên vô cùng khó coi, anh ta nghiến răng nghiến lợi nói, mày nói cái gì? Đừng mãi lăn tăn những chuyện đã qua nữa. Bây giờ chúng ta hãy giải quyết những vấn đề mới đi. Giám đốc Tôn, phải làm thế nào thì anh mới cho công ty chúng tôi vay 200 triệu? Tề Đẳng Nhàn nhàn nhạt hỏi và mỉm cười, trông bộ dạng rất thành thật và khách sáo. Nếu như nhìn thấy bộ dạng này của hắn, đoán chừng Lý Vân Uyển sẽ cảm thấy vô cùng ớn lạnh, cô ấy là người hiểu rõ nhất chuyện cái tên này hai mặt như thế nào. Tên họ Tề kia, nói thật với cậu nhé. Nếu như giám đốc Tôn không chịu tha thứ cho cậu thì cậu sẽ không vay được tiền từ bất cứ ngân hàng nào đâu. Ngân hàng của chúng tôi nhất quán với suy nghĩ của giám đốc Tôn. Nếu như ngài ấy không gật đầu thì chúng tôi cũng sẽ không cho vay. Không sai, chúng tôi đều ủng hộ giám đốc Tôn. Các giám đốc ngân hàng đến thăm Tôn Học Văn đều nhao nhao lên tiếng và bày tỏ rằng mình ủng hộ Tôn Học Văn. Tôn Học Văn nở nụ cười ác độc, bây giờ mày quỳ xuống đây. Tao có thể suy nghĩ đến việc cho mày một cơ hội. Tề Đẳng Nhàn lắc đầu nói, đã là thời đại nào rồi, làm gì còn cái kiểu như thời phong kiến ấy đâu. Thấy hắn không còn kiêu căng ngạo mạn như ngày hôm qua nữa, Tôn Học Văn đột nhiên trở nên rất to gan, anh ta bĩu môi nói, mang cái bô tiểu của tao đi đổ đi. Tề Đẳng Nhàn ngoan ngoãn lấy cái bô tiểu ở trong gầm giường ra và mang đi đổ. Ha ha ha, mọi người nhìn thấy cảnh tượng này thì đều bật cười ha ha. Tôn Học Văn cũng cảm thấy rất đắc ý, đợi đến khi Tề Đẳng Nhàn quay lại, anh ta mới nhàn nhạt nói, đã biết sai chưa? Bây giờ có thể nói chuyện đàng hoàng chưa? Tề Đẳng Nhàn cười và hỏi. Quỳ xuống rồi sủa tiếng chó đi, vừa sủa vừa tát vào miệng mình ấy, tát đến khi nào tao tha thứ cho mày mới thôi. Tôn Học Văn cười gằn lên, cảm giác mình đã bóp nghẹt được Tề Đẳng Nhàn rồi. Nụ cười trên mặt Tề Đẳng Nhàn dần thu lại,
nói, giám đốc Tôn đây là không muốn nói chuyện đàng hoàng có đúng không? Tôn Học Văn cười khẩy và nói, mày đánh tao thành như thế này mà tao còn phải nói chuyện đàng hoàng với mày à, mày bị ngu à? Tề Đẳng Nhàn khẽ gật đầu, sau đó hắn nói, hôm qua tôi đánh anh, hôm nay tôi tới thăm anh, còn đổ bô tiểu cho anh nữa, tôi đã giúp anh nhiều như vậy, ân oán của chúng ta đã được giải quyết rõ ràng rồi. Sau khi mọi người nghe thấy lời này thì đều không khỏi ngẩn người. Cái tên này tư duy kiểu gì đấy, chỉ là đổ một cái bô tiểu thôi mà đã nói là giúp nhiều lắm rồi, ân oán rõ ràng rồi. Bây giờ anh đưa ra điều kiện như vậy hoàn toàn là đang sỉ nhục tôi và muốn bắt nạt tôi. Vậy nên, bây giờ mà tôi xử lý anh thì chắc là sẽ không ai nói tôi vô lý ngang ngược đâu. Nụ cười của Tề Đẳng Nhàn lại lần nữa hiện lên trên khuôn mặt, chỉ có điều nụ cười này khó tránh khỏi việc trông có hơi u ám. Nghe đến đây, Tôn Học Văn ngẩn người một lúc rồi tức giận nói, logic thì thế hả? Hôm qua mày đánh tao thảm như thế này, hôm nay mày giúp tao đổ một bô nước tiểu, thế là ân oán rõ ràng rồi đấy à? Bô nước tiểu là anh bảo tôi đổ giúp anh, thế nên chúng ta ân oán rõ ràng rồi. Tề Đẳng Nhàn nghiêm túc gật đầu, sau đó đi đến bên cạnh giường bệnh. Các giám đốc ngân hàng nhìn thấy thế thì vô cùng kinh ngạc, cái tên này định làm gì thế, điên rồi à? Mày có còn muốn vay tiền nữa không? Mày thử động vào tao xem, tao bảo đảm, trong cả cái thành phố Trung Hải này nói riêng và cả tỉnh Đông Hải nói chung. Mày chắc chắn sẽ không vay được dù chỉ một xu. Thậm chí cho dù mày có chạy khắp cả đất nước này thì cũng sẽ không tìm thấy một ngân hàng nào đồng ý cho mày vay tiền cả. Tôn Học Văn thấy Tề Đẳng Nhàn có vẻ muốn làm thật thì ánh mắt bỗng trở nên lạnh lùng và tức giận gầm lên. Vẻ mặt của các giám đốc ngân hàng ở xung quanh cũng đều trở nên nghiêm trọng, bọn họ nhao nhao lên tiếng. Cậu là ông chủ của Tiên Lai Capital có đúng không? Tôi nói cho cậu biết, nếu như hôm nay cậu dám động đến một cọng lông của giám đốc Tôn thì cậu sẽ chết chắc. Chúng tôi sẽ sử dụng các mối quan hệ của mình để gửi lời nhắn đến các giám đốc ngân hàng trên toàn quốc, yêu cầu họ từ chối cho Tiên Lai Capital vay tiền. Không sai, cậu dám động đến giám đốc Tôn, không còn khoản vay nữa. Công ty của cậu sẽ chỉ còn một con đường chết mà thôi. Cho dù có phải hợp sức lại thì bọn họ cũng phải chèn ép Tề Đẳng Nhàn, Tôn Học Văn là giám đốc ngân hàng mà bọn họ đều muốn nịnh bợ, Tề Đẳng Nhàn muốn xử lý là xử lý, thế thì sau này bọn họ làm sao ngẩng cao đầu được. Tề Đẳng Nhàn cười nói, các người làm thế nào tôi cũng không quan tâm. Nhưng hôm qua anh ta bắt nạt cấp dưới của tôi nên bị tôi xử lý. Hôm nay tôi đến thăm anh ta và giúp anh ta đổ một bô nước tiểu. Chuyện này cũng coi như đã giải quyết xong rồi. Mọi người cũng nhìn thấy rồi đấy, anh ta không chịu hòa giải với tôi mà, còn muốn bắt nạt tôi, bắt tôi quỳ xuống. Con người tôi ấy mà, không thích chịu thiệt. Trong lúc nói chuyện, Tề Đẳng Nhàn đã túm lấy cổ áo của Tôn Học Văn, nhấc anh ta lên và giơ tay tát anh ta một bạt tai. Nếu Tôn Học Văn biết rằng Tề Đẳng Nhàn bằng lòng đổ nước tiểu cho mình để nhân cơ hội làm loạn thì dù có bị đánh chết anh ta cũng sẽ không nói ra những lời như vậy. Ai mà biết được tính khí của Tề Đẳng Nhàn lại gàn dở đến mức đấy cơ chứ, bảo phát điên là phát điên luôn. Tên cặn bã này, dám bỏ thuốc phụ nữ có đúng không? Chát! Báo thù tôi, thu lại khoản vay có đúng không? Chát! Lại còn kết hợp với nhiều giám đốc ngân hàng như vậy để từ chối khoản vay của công ty chúng tôi có đúng không? Chát! Uy hiếp tôi rằng tất cả các ngân hàng trên toàn quốc đều sẽ không cho tôi vay tiền có đúng không? Chát! Lại còn bắt tôi quỳ xuống có đúng không? Chát! Tề Đẳng Nhàn liên tiếp tát vào mặt Tôn Học Văn những 6 cái, trực tiếp đánh cho cả khuôn mặt của Tôn Học Văn bê bết toàn máu, sống mũi vừa mới nối xong lại bị gãy thêm lần nữa. Các giám đốc ngân hàng ở xung quanh thấy thế thì đều không rét mà run, ai nấy đều sởn gai ốc và cảm thấy vô cùng gay cấn. Tao nhất định sẽ không tha cho mày. Tôn Học Văn phun ra một ngụm máu, lên tiếng một cách khó khăn. Hai mắt sắp không thể mở ra được nữa rồi. Không tha cho tôi có đúng không? Tề Đẳng Nhàn giơ tay lên giáng cho anh ta một cái bạt nai nữa. Tao, Tôn Học Văn nghiến răng. Tao có đúng không? Tề Đẳng Nhàn lại tát cho anh ta thêm một cái nữa. Tôn Học Văn không nói gì nữa, Tề Đẳng Nhàn nhếch mày, lại tát thêm một cái nữa, cười mỉm và nói, không chịu nói có đúng không? Tôn Học Văn sắp gục ngã rồi. Nói cũng bị đánh mà không nói cũng bị đánh. Tề Đẳng Nhàn cười tít mắt và nói với Tôn Học Văn, thật ra tao đến đây chỉ để đánh mày một trận mà thôi. Lúc đầu tao nói chuyện tử tế với mày,
đổ bô tiểu cho mày, chỉ là để trêu chọc mày chút mà thôi. Nếu như mày biết điều một chút và đồng ý với khoản vay kia, giả vờ như chuyện hôm qua chưa từng xảy ra, nói không chừng tao còn có thể vui vẻ mà tha cho mày. Nhưng con người mày sao lại không biết điều thế nhỉ? Các giám đốc ngân hàng ở xung quanh đều cảm thấy trên đỉnh đầu mình đang bốc khí lạnh ngùn ngụt, ai nấy đều nổi da gà sau lưng, cái tên này thật là hung ác quá đi. Các giám đốc ngân hàng cũng đã hiểu ra tại sao hôm qua sau khi bị đánh thì Tôn Học Văn lại không báo cảnh sát rồi, thì ra là anh ta dám bỏ thuốc cấp dưới của Tề Đảng Nhàn và làm chuyện bỉ ổi. Có điều bọn họ cũng chẳng lạ gì với loại chuyện này nữa rồi, đừng nói đến bỏ thuốc, người đến vay tiền chẳng khác gì con cháu của bọn họ vậy, bắt những người đó cởi quần áo rồi chạy đi trong tình trạng khỏa thân cũng chẳng có gì lạ nữa rồi. Chủ tịch Tôn đến rồi. Ở bên ngoài, không biết là ai đã hô lên một tiếng. Sau khi nghe xong câu này, tinh thần của Tôn Học Văn ngay lập tức phấn chấn trở lại, anh ta nghiến răng nghiến lợi và nói, chú tao đến rồi. Ông ấy là chủ tịch điều hành của Ngân hàng Trung Hải, mày chết chắc rồi. Các giám đốc ngân hàng ở xung quanh đều gật đầu lia lịa, Tôn Hưng Chương là chủ tịch ngân hàng, các mối quan hệ rộng đến kinh người. Ông ta chỉ cần nói một câu thôi là việc Tề Đảng Nhàn khó có thể vay tiền ở các ngân hàng trên toàn quốc sẽ hoàn toàn không phải lời nói dối. Tôn Hưng Chương từ bên ngoài đi vào, vừa mới bước vào đã nhìn thấy Tôn Học Văn mặt mũi toàn máu, ông ta kinh ngạc nói, cháu làm sao đấy? Chú ơi, hôm qua tên du côn này đánh cháu bị thương rồi còn chưa đủ, hôm nay nó còn đuổi thẳng đến bệnh viện để đánh cháu thêm một trận nữa. Cháu đã cảnh cáo nó đừng có làm bừa rồi mà nó có chịu nghe đâu. Nó nhất định ép cháu phải cho nó vay khoản tiền đó, nếu không thì nó sẽ đánh chết cháu. Tôn Học Văn ấm ức đến nỗi trực tiếp khóc òa lên và kể lể với Tôn Hưng Chương. Sau khi nghe xong những lời này, Tôn Hưng Chương cũng nổi trận lôi đình và hung ác nói, kẻ nào lại dám to gan như thế. Tề Đảng Nhàn cười nói, chủ tịch Tôn, là tôi. Sau khi nhìn thấy Tề Đảng Nhàn, Tôn Hưng Chương không khỏi ngẩn người, sau đó ông ta nhíu chặt mày lại và lạnh lùng nói, Tề Đại Sư. Cháu trai tôi đã đắc tội ngài như thế nào mà ngài lại đánh nó thảm như thế này vậy? Có trò hay xem rồi, chủ tịch tức giận thật rồi. Không ngờ rằng cậu ta lại quen biết chủ tịch cơ đấy, cơ mà như thế này cũng có ích gì đâu, đánh cháu trai người ta thành bộ dạng như thế này thì quan hệ có tốt hơn nữa cũng vô dụng cả thôi. Người làm doanh nghiệp mà đắc tội với ngân hàng thì khác nào kẻ não tàn đâu. Chúng ta xem chủ tịch xử lý cậu ta thế nào đi. Các giám đốc ngân hàng đến thăm Tôn Học Văn đều cười khẩy và chuẩn bị tinh thần để xem kịch hay. Tề Đảng Nhàn nói, tôi đến để bàn chuyện với anh ta mà, anh ta bảo tôi đổ bô tiểu cho anh đi rồi bàn tiếp, thế nên tôi giúp anh ta đổ đi rồi. Kết quả thì sao, anh ta nói một đằng làm một nẻo, lại còn chuẩn bị bắt nạt tôi. Cái tính khí hung bạo này của tôi đương nhiên là không thể nhịn nổi rồi, vậy tên tôi cứ thế mà ra tay thôi. Ông xem tôi thiệt thòi biết bao, tôi đã không chê bẩn mà đi đổ bô tiểu cho anh ta, lại còn ra tay nhẹ như thế, thật sự là thiệt thòi chết đi được. Mọi người nhất thời cạn lời, nghi ngờ trong đầu người này rốt cuộc có hai chữ logic hay không. Hôm qua Tôn Học Văn bị anh ta đánh cho người không ra người ma không ra ma, hôm nay anh ta đến xin người ta cho vay tiền, đổ giúp một cái bô tiểu thôi mà đã rất thiệt thòi rồi à. Lại còn ra tay rất nhẹ, bây giờ mặt của Tôn Học Văn đã bê bết toàn máu rồi mà vẫn còn nhẹ cơ à. Chủ tịch Tôn, ông phân xử đi, tôi không nên xử lý anh ta à. Tề Đảng Nhàn hỏi. Vẻ mặt của Tôn Hưng Chương bị câu nói này làm cho đen xì như đít nổi vậy, ông ta tức đến mức cả người run lên bần bật và gầm lên giận dữ, Tề Đảng Nhàn, cậu uy phong quá ha, cậu to gan quá ha. Tề Đảng Nhàn cảm thấy ông ta có hơi ồn ào, hắn lấy ngón tay chọc vào lỗ tai một cách mất kiên nhẫn và nói, chủ tịch Tôn có gì muốn dạy bảo tôi à? Vẻ mặt Tôn Hưng Chương lạnh như băng, ông ta nói, tôi cho cậu hai sự lựa chọn. Một. Cậu chịu toàn bộ chi phí chữa trị cho cháu tôi, sau đó đăng bài xin lỗi cháu tôi lên báo, ngoan ngoãn ở trong phòng bệnh hầu hạ cháu tôi cho đến khi nó xuất viện. 2. Cậu có thể chọn không làm, nhưng đừng trách tôi không nể mặt thị trưởng Hoàng mà dùng mối quan hệ của mình để liên kết với các ngân hàng khác và tiến hành phong sát công ty của các cậu. Tôn Hưng Chương biết mối quan hệ của Tề Đảng Nhàn và Hoàng gia không hề bình thường, thế nhưng lúc này ông ta vẫn khó có thể kìm lại cơn giận dữ. Tôn Học Văn ở bên cạnh nở nụ cười mãn nguyện, chú của mình đã ra tay thì chuyện này không thể cứu vãn được nữa rồi, Tiên Lai Capital chết chắc rồi.
Tề Đẳng Nhàn đừng mơ đến khoản vay 200 triệu đó nữa, cho dù là muốn vay từ bất cứ ngân hàng nào thì cũng là chuyện khó như lên trời. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 14.